đi kéo đằng sau nè. Còn nó sót đâu cá này kìa. Thế là sao nha? Mọc đi bà kêu là đều sai. Đều L. Sai, đóng luôn 200. L. L mang cũng vừa. À. L cái bóng nút mang vừa đó kìa. Mà kêu ông lấy thành cái này nè, đi tập thể dục rồi cho thoải mái. Màu xanh đi chơi trắng xuống. Cái mặt đi tập thể dục, cái bông đen, cái khác của màu đỏ là để dành đi chơi. Kéo mẹ sau. L với L không chơi nhau bao nhiêu á. Mông đi to, mông gì hả ta? Mông nhỏ hơn chứ hả? À, mông này là à, nhỏ hơn mông viên nhỏ hơn. Viên mang không vừa. Này, L nè, cũng có là trong người đang mặc cái L. Cái L cái bóng nó cũng lầu. Không, phải màu đỏ nó giảm nhiều. Mập người ta dậy mập đồ chứ. Rồi, hello cả nhà nha. Đi, à, đi, chị Mai Cỏ à. Chị Mai Cỏ đi rồi, chị Mai Cỏ ơi. Thôi nhá, ai vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nè. Vô nha quý vị. Em trời. Cái gì uống mãi nè, cô chị coi. Cái gì đây, món gì đây đã? Không biết uống mẹ. Bia nữa. Ừ, bia, chạy ba cháu uống bia nữa. Alo. Con chăn. Đúng không? À, dạ, mà bạn ở nhà em điện chốc đơn á, để xích vô cái đồ phần. Cóc, nước cóc, phóng cóc. Chị cho ta. Dạ, chị thấy đúng rồi, có cái bình cóc mình ngâm. Đồ kim tiết, dạ dạ. Đúng rồi, em xin địa chỉ điện xin hờ cho chị đó chị. Em được. Anh cho em địa chỉ rồi. Đi pha chế được rồi đó. Đi nè, đi dạ, dạ. Dạ, dạ, đúng rồi. Hai cái ớt khót đó chị. Một ớt khót số 5, một khót số 9. Nói lớn tiếng Nguyên ơi hả? Ok. Dạ, dạ, đúng rồi. Dạ, hết cỡ rồi đó chị ơi. Dạ, dạ. Nó hết cỡ luôn rồi. Cóc lên, nước cóc á. Mà cầu ít quá. Pha với cái gì đó? À, bình thường là pha với nước tương rượu. Nhưng mà em nói nước khoáng là ngon hơn. Trời, nước khoáng có vô nữa đó hả? Cứ là thêm một gia vị nữa chứ không phải là tăng sức không đâu. Được. Bữa làm ly đó em tăng cân á. Rồi, ai vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nha. Tặng gì ta? Chị cho em cái quần đuổi trước, đuổi cụ trước á. Bán tặng lên cho chị nào chia sẻ. Hello chị Trang Thùy nè. Ok chưa? Nói hết cỡ rồi đó quý vị ạ. Không phải cái quần cùng trong đấy chị ạ. Cùng quần đuổi đuôi ấy cùng ấy. Thôi. Ri mà đồ mập nữa thì thôi nữa chứ. Mua hàng nguyên khó ghê á. Làm như mà khó. Lấy em mỗi màu hai bộ từ từ nha. Không nãy giờ hả? 12 giờ rồi ok lên luôn. 12 giờ 10. Hồi nãy 12 giờ mà 12 giờ 8 phút thôi ráng được lên 12 giờ 9 phút rồi lại. Chị lên xe đi này. Cho em lên đi. À bộ em đang mang hả? Mới sẽ cho em lên bộ em đang mang trước. Còn bao nhiêu bộ lên luôn. Bộ em đang mang còn ít lắm. Đẹp. Xe 60 độ về là trẻ mình chút được. Cái này hàng đang hot nè. Hàng ngồi thị trường người ta bán 139.000 nè. Thấy nhiều chỗ người ta chạy 139.000. Và size trẻ mình 60 vipu. À, chị Dương Duyên chị 62. Cái chị mang ok luôn. Không bự. Mang ok. Vừa, chị Duyên chị mang vừa nè. Thầy nói là nở hậu. À, chị Duyên chị mang ok luôn. Chị ơi cái này là chắc của nó là rip xịn. À sướng lắm, chắc sướng lắm. Rồi nha, để hôm nay luôn chị em mình bộ này luôn.
lên nha, chia sẻ lên luôn dù Nguyên đi trẻ mình ơi. Chia sẻ nha, mỗi trẻ mình vô like tương tác lên luôn dù Nguyên tí xíu xíu. Nguyên lên luôn cho trẻ mình mã nè. Bộ này ở ngon, người ta bán 139.000. Mỗi màu nó còn ít ít thôi, không có nhiều đâu, nên là Nguyên lên luôn nha. Nguyên lên luôn cho trẻ mình mã này. Comment mã này là mã hoa đi, từng này bộ hơn này. Bộ này đẹp, rẻ, đẹp. Thấy cái nó mặc khảo chi ta. Chị ơi, quần lẽ kiểu như của sếp đó không? Không có, không có nhá. Chị ơi, chị lấy cái gì chị comment luôn trên like luôn giùm em đi. Chứ giờ em chưa đọc tin nhắn ơi. Em lên luôn chị em mình, bộ này giá 93.000 luôn nha, 93.000 bộ này luôn. À, được chị ơi, chị Khánh Vy này, Hà Hương Lê Hữu là mấy ký? Dưới 62 ký không? Dưới 62 ký không? Cho chị Kim Ngân luôn, 93.000. Nguyên có ít lắm, được có từng này bộ hoa thôi nè. Cho chị Khánh Vy một bộ nè. Okay. Kim Ngân một bộ nè. Bên đây cũng số 4 rồi chứ không phải là số 2. Toàn người mẫu không? Cho chi vi nè. À, đây đây chi vi Khánh Vy có rồi. Đấy ok luôn. Khách nhận 62. Hết không hết được. Em không biết cái chị biết mật khẩu. Chibi nè, Ngọc Đoàn nè. Em 50kg. À, cho chị Võ Thắm bộ đó nè. Võ Thắm bộ nè. À, cho chị Hiền Nguyễn nè. Hiền Nguyễn 93.000. Mỗi thứ còn ít. Về này về kia. Cái này chắc của nó là lụa giả. Giảng nhá. Cho chị Phạm Lan. Phạm Lan 93.000. Trời ơi, ơi 93.000. Hàng người ta cái này Nguyên thấy ở hôm bữa ở trên hội ấy. Cho chị Thu Thảo Võ. Rồi còn một bộ hoa nữa là hết. Một bộ hoa nữa là hết. Thu Thảo Võ một bộ hoa. Còn một bộ hoa đang mang. Cho lấy hết màu khác đó. Ừ, cái màu này màu gì? Hoa màu cam đi. Lên mã hoa cam. Hoa hồng bên đây, hoa Thu Thảo Võ rồi ok nhá. Trời 93.000. Em mình cứ đi dạo quanh Facebook đi. Cho chị Huệ Kim luôn. Huệ Kim khác ấy. Huệ Kim khác ấy. Cái áo này mình mặc mình vô trong cái hết màu đó chưa chị. Đây còn bộ Nguyên đang mang. Một bộ Nguyên đang mang nữa thôi là hết. Chị Bảo Thắm có rồi đúng không? Bộ đang mặc cho... Hết rồi. Hết rồi à? Hết rồi. Hết trẻ mà nữa. Rồi lên mã hoa hồng đi. Hoa hồng. Comment mã hoa hồng. Cái màu nó đẹp thì. Vung nó đẹp luôn á. Chính xác là chị là số mấy? Số 4. Số 4 kia à? Số 4 vừa. Thích máy. Không ai ngửa với duyên. Duyên của bạn là duyên của bạn. Hoa cam cho chị Lê Thị Huyền Trang. Chị Hương Hương để em coi thôi. Lê Thị Huyền Trang chị nào không có trời nữa được sao. Về được ít quá. Nhiều hoa mà. Này trời ơi. Cái này có up lên trang cá nhân nè. Chị em mình đặt hẳn lên trên này nhé. Hoa cam. Hoa cam đấy. Hoa hồng. Hoa hồng. Hoa hồng. Hoa hồng cũng đẹp đấy. Hoa hồng cũng đẹp đấy. Rồi lên luôn dương mã hoa hồng, cái này đẹp nè, sang nè. Lê Hà. Lê Hà có được từng này. Ê chi duyên duyên. Quay mất. Lấy cái gì tạ đẹp quá đi, à, đẹp gì thấy tạ ơi. Bánh làm như nhà của vả, ân quay đi đâu không quay đó. Quay mất. Đi mẹ đem hình hoa hồng cho chị Mai Tuyết Nhân, 93.000 cho chị Võ Thắm. Bỏ lắm đẹp lắm vậy mình ơi. Nhẹ tên. Nhẹ tên. Nhẹ tên luôn. Đây, cái này là lụa giãn nè, cái áo có độ cao giãn nhẹ cho trẻ mình ơi. Hàng này nó đang hot. Nguyên thấy quần chi? À quần đuổi nó có size mà. À quần này tự. Nguyên thấy trên hội đầu mối. Người ta sẽ chuyên cái mã quần like chuyên cái mã này thôi. Là 139.000 đi đăng từ hai cái. Chợ không sai vậy, mã này người ta không làm sai đâu. Mã này không làm sai. Maximum 64 hoa cam nè. Hoa cam cho Thanh Thanh. Chị ơi 93.000 cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp. Chị ơi chị gì ta Hà Hưng Lê Hữu lấy đi. Chị này chỉ 64kg. Mông to đùi to mang ok luôn. Nha phát đi chị ơi. Em 50kg em mang cũng được. Cái này dễ mà. Bụng to cũng không ok. Đùi to bụng to nữa. Rồi mông to nữa. Đấy có người toàn có người mẫu. Nhưng mấy người mẫu này ngại không đứng xem được nha. Mới còn được 3 bộ hoa cho chị Thúy Nga Đoàn Hoa. Thúy Nga Đoàn Hoa cho chị Chibi Chibi. Rồi em bánh mì nữa là hết cái hoa này. Rồi ok. Ơi màu xanh đi chị. Màu xanh đi xanh gì? Ô liu à? Xanh ngọc ấy. Xanh ô liu.
Ok, ô liu luôn dùng nguyên, chốt mã xanh luôn dùng nguyên nè. Lên mã xanh luôn dùng nguyên nha. Nguyên hết rồi, Nguyên hết cái mã nó rồi nha. Rồi lên luôn dùng mã này. Trời ơi. Đúng không? Những cái con này đang hot đúng không? Người ta tay chị mình yên tâm là khách nhà Nguyên đang 64 kg mà mang ok luôn nha. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã xanh cho chị bỏ thắm là như được 2 rồi đấy. Đúng rồi, bỏ thắm được 2 rồi. Bỏ thắm được 2 rồi đấy. Xanh hoa hồng hết rồi nhá, bỏ thắm nè. Đặng Yến Ly nè. Bỏ thắm Đặng Yến Ly nè. Thiền Nguyễn nè. Mai Tuyết Nhân nè, Mai Tuyết Nhân. Rồi ai chưa có lên luôn dưỡng mã hoa xanh. Đó được 65 kg. Eo bánh mì, thôi đừng lên nữa. Eo bánh mì Thanh Hương cho 93.000. Rẻ chưa? 93.000 một bộ này. Nha, chị nào chưa có xanh xanh cho chị Beo La Văn xanh cho Thúy Nga Đòn Kim Ngân và chị Hồng Phụng hết hoa xanh. Hết hoa xanh nha dạ mà nó. Hết hoa xanh nha. 35.000. Maximum 65 kg dư luôn. Nè, 35.000. Em sẽ lên combo mua 3 con đi, 99.000 3 con. Đẹp quá. Đẹp quá. Cái này là lụa giãn nha chị ơi, đẹp lắm nè. Tiếng Nga Đòn hả? Kim Ngân. Hồng Phụng. Hai đen 18. Nguyên hết xanh nha, Nguyên hết xanh. Hồng Phụng nữa. Hết rồi chị ơi. Hồng Phụng với Kim Ngân. Màu này là màu gì? Rồi lên luôn dựng mã ô đi. Cùng Kim Ngân và Hải Xanh nữa. Mình đọc hết đủ rồi á Hiền nghe. Đủ rồi chứ không nhiều không, người đọc không có. Beo La Văn có chưa? Rồi. Thanh Hương có chưa? Eo bánh mì có chưa? Rồi xong. Rồi hết nhá. Mới hết hoa xanh rồi, có chị Thúy Nga Đòn rồi. Rồi lên luôn dựng mã vuông. Quần này quần đen, chốt mã quần đen đi. Lên mã quần đen đi chị em mình ơi. Chà ơi. Chốt lên mã quần đen, chị nào lấy mã quần đen lên mã quần đen luôn dùng nguyên nhá. Lên chị em mình là 93.000 quần đen. Đẹp chưa? Riêng cái áo này, dạng của nó là dạng lụa chị em mình á, mềm nhẹ lắm luôn. Cái này á, ôi cho chị bỏ thắm luôn nè. Cái này á nó có độ giãn nhẹ nha, là lụa chứ không phải thun đâu. Lụa nha. Giờ em đang lên 93.000 quần đen gì bỏ thắm rồi. Quần đen gì bỏ thắm, chị nào lấy quần đen lên quần đen luôn dùng nguyên nhá. Áo đằng sau của em là chắc của nó là rip. Ok, bỏ thắm có rồi, chị nào lấy quần đen luôn dùng nguyên nhá, bao đẹp luôn. Dán lên cho em mình là 93.000. Chị em mình đừng nhắn tin quá là Nguyên chưa? Hồng Nhung. Nguyên chưa ấy đâu, chị em mình chốt luôn trên like luôn dùng nguyên nhá. Tại vì có chia sẻ về trang cá nhân nè. Quần đen cho Sarah Phan nữa nè. Beo La Văn, Hồng Nhung à. Sarah Phan nè. Sarah Phan, 93.000 nha chị em mình ơi. 93.000. Hoa xanh em hết rồi, cho chị Nguyễn Ánh, 93. Rồi chị nào chưa có thì lên. Bộ này bao rẻ luôn đấy chị em mình ơi. Thằng người ta đang chạy 139.000. Cách đây đầu cuối tuần vừa rồi thấy người ta like toàn bộ là 139.000 hết. Nhiều họa tiết. Rồi nhá, chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên. Cái gì? Thì không lấy combo lấy lần hai quần đỏ không được. Hai quần đỏ. Thế tính 33.000, 35 ba mấy? Thì 35.000. 35 dễ tính. Rồi chị nào chưa có quần đen lên quần đen. Phạm Hồng Nhung. Áo phía sau em đang sale 60k. Rồi ok, chị nào chưa có mã quần đen lên mã quần đen luôn dùng nguyên nhé. Còn được 5 con nữa thôi là hết. 5 con đơn sáng. Chị ơi, chốt xong chắc là chưa đi đâu chị ơi. Quần đen nè. Chị ơi, em 50kg đi chị coi chị chốt. Em đang 50kg đây nè. Nhưng mà khách nhà Nguyên 64kg vẫn mang ok. Đây. Chị em mình nhỏ con thì mang hơi thụng như Nguyên như thế này. Đấy, còn mà chị em mình mang to người, chị em mình mang ôm xíu. Đẹp chưa? Nha, chị nào lấy quần đen nè. Quần đen cho chị à. Anh Nhật Lê nè. Hồng Nhung có rồi đúng không? Anh Nhật Lê nè. Rồi ai chưa có quần đen lên quần đen luôn dùng nguyên. Chị Mai Nga. Mai Nga cắt cũ hay cái mới ta? Mai Nga lên thông tin cho em nè. Cho chị Ngọc Sa Chi lên thông tin nè. Rồi Lê Nguyễn Hiền Hăng nè. Chị ơi, chị Mai Nga lên thông tin cho em với nè. Lê Nguyễn Hiền Hăng nè. Rồi còn một bộ nữa thôi. Lê Nguyễn Hiền Hăng. Quần đen rồi. Lên rồi, bộ em đang mang lên rồi. Quần đen cho chị Huỳnh Ly. Em lên 93.000. Quần ô liu. Quần ô liu, quần xanh đi, hết. Cọc này nữa là hết. Cọc này nữa là nguyên hết nha chị em mình ơi. Cọc này nữa là hết rồi nè. Chị nào không có chờ những đợt hàng sau. Tại vì cái này nó
nó được ít quá, nó về được ít, chia được ít quá chị em mình ơi. Rồi chết cha, bong luôn cái này ra rồi. Rồi lên luôn dựng mã này. Chốt lên luôn dựng mã này là mã quần xanh. Thôi kìa, em tháo ra luôn. Comment mã quần xanh. Quần xanh y màu như thế mà cái quần của nó là quần màu xanh nhá. Tà ơi, thôi để ra. Để đây. Rồi chốt lên luôn dựng mã này là mã quần xanh. Vải của nó là vải lụa nhẹ nhá, lụa co giãn nhẹ. Bà mua bà comment. Bó tay luôn. À, đem hết rồi chị Hề Kim ơi, cho chị Huyền Nguyễn hai cái. Huyền Nguyễn hai cái. Anh Vũ Lê. Anh Vũ Lê. Đặng Yến Ly, Đặng Yến Ly. Không ai thu chị ơi, là lụa nhá. Lụa giãn nhẹ. Gì nữa? Bà lấy bộ rồi chứ bà. Lấy bộ. Về cái bơ liền bộ luôn. Hai cái đỏ đó là bao nhiêu? Quần xanh cho chị là vỏ thắm. 49.000. Mua bữa trừ mua hết hàng của họ rồi hỏi nữa. Vỏ thắm nè. Dạ không phải thu đâu chị ơi. Vỏ thắm có rồi. Chị vô tư luôn. Chị ơi, đến 62 kg em chốt 62 kg thôi. Em chốt đến 62 kg, khách nhà em 65 kg vẫn mau ok. À 64 kg vẫn mau ok. Quần xanh cho Mỹ Hạnh. Nhật Anh Lê. Nhật Anh Lê này. Nhật Anh Lê này. À, Lê Quỳnh Loan này. Lê Quỳnh Loan này, hồi nãy cái chị gì nó chưa có thông tin ấy. Lê Quỳnh Loan này. Hồi nãy cái chị gì à? Đấy. Khách cũ à. Rồi ok, chị nào chưa có mã quần xanh lên quần xanh luôn dùng này. À, quần xanh chị Phan Hằng Phan Hằng và chị Huệ Kim hết quần đen. Chị em mình chờ tầm 2 ngày nữa có hàng. Em hết hàng nguyên hết hàng nha chị em mình ơi, vì được có ít quá, về chia còn ít quá rồi. Chờ em lên luôn chị em mình 93 hết hàng rồi nhé, hết hàng rồi nhé, tại vì khách nhau đi đặt nhiều. Cho Quân lên cái mã này về thêm này, bán tặng cho chị em mình luôn này. Thế một chị chứ mấy. Thế còn một bộ xanh à, thẻ kim rồi đúng không? Xanh cho Hồng Nhung. Ok hết cho chị em mình ơi. Hồng Nhung bình luận mãi không thấy đọc à. Hoa cam em hết rồi. Hết rồi chị em mình nha. Hẹn chị em mình tầm 2 ngày nữa là có hàng. Cái này nó về được ít quá. Hồng Nhung được 2 bộ rồi. Cho lên cái mã quần này. Cái mã quần này chị em mình tranh thủ nè. Cái này cũng đi combo nha. Hai màu răng. Có hai màu thôi à? Hai màu đang đi combo. Đi combo 2 đi. Đi combo 2 đi. S, M, L. 3 size thôi nhưng mà size L ấy. Mông to, mang ok luôn. Đến 64 kỷ. Dư luôn. Dư luôn à? Chị mang dư luôn. Dư luôn. Rồi ok. Đi luôn cho trẻ mình mã này. Lên luôn dùng cái size cái này bắt rồi ghi lại sau đi Huyền. Lên nhanh tay cái mã này đi chị em mình ơi. Đẹp lắm luôn ấy. Trời ơi, cái này đi combo luôn cho trẻ mình này. Vivo cho trẻ mình đến 62 đi, chốt đến 62 thôi. Mang cho nó thoải mái. Còn một cái này Nguyên cầm là cầm size S này chị em mình này. Nguyên đang cầm là size S nha. SML 3 size. 3 size SML mang thử cho chị em mình này. Bộ em đang mang hết rồi chị ơi. Chị Kim Anh Đặng em mang hết rồi. Ủa em đang mang hết rồi, không mang luôn cho trẻ mình thử cái size S cho trẻ mình coi. Đây chị em mình nhìn phong quần. Chị em mình nhìn phong quần luôn dùng Nguyên nhá. Combo size L cho chị Ki Trần. Chà ơi, túi sau. Cái của sau, đằng sau của nó là lưng thun nhá. Đây là chị nào bụng to, bụng bự gì mang cũng được. Hai màu. Cái này lên chị em mình combo luôn à, 70k hai con. Lên mã 70 luôn dùng Nguyên nhá. Hẳn hai con luôn. Bà chạy 35.000 con. Máng size nấy size chị chị. L mà đang màu đen rộng hơn một trời mà nó vừa ấy. Mang cái chứ. Rồi chốt lên luôn dùng này. Comment mã 70 luôn dùng Nguyên nhá, đi combo. Chị mình thích mua một con lên chị mình 39k con. Còn mua từ hai con 70k con luôn. Nha. Chốt lên 62 ký quay đầu. SML. Cái này cũng đang mang size nhưng mà còn rộng rãi này chị mình. Lưng phía sau là lưng thun giãn thoải mái. Size mà. Lưng thun giãn thoải mái luôn. Chị nào lấy cái này. Chị em mình lên, nếu như mà chị em mình mua một con thì chị em mình ghi một con, chị em mình mua hai con chị em mình ghi 70. Chốt mã 70 luôn dùng Nguyên là hai con. Chị em mình mua một con là 39.000 con. Cái này bao rẻ luôn, chị nào chưa có thì tranh thủ lên nhanh luôn dùng Nguyên nhá. Bộ em mang chị ơi, xanh sao có CU 43 kg. Cái gì ta? Chị nói cái gì ấy? Chị ơi, áo vàng phía sau đây chị em mình 60k. Chị nào lấy cái này lên chung mã tặng combo luôn dùng Nguyên nhá. Nguyên đi luôn cho chị em mình hai con. Chạy hai con, xây lời cho chị Kim Khánh Lê.
70k hai con. Chị em mình mua một con là 39k con. Toàn bộ đuổi ra chị em mình nè. Chị ơi chị máy cỏ ơi, lên cho em cái size. Máy tiền với chị. 49 49 35. Sao ơi? Để đi. Khoan lòng để size đi. Chị ơi lên cái size cho em đi. Toàn bộ chị em mình có đơn lên size cho em luôn nhé. Chị Phan Hằng không có size, chị Mỹ Hạnh size L. 3 size nha, S, M, L nhưng mà L chị em mình 62 ký vẫn mang ok. 62 ký vẫn mang ok bộ này. Cho chị cái màu đen. Một cái màu đen cho chị chi trần ok rồi. Quần quần xám. Có lẽ 10 cho chị Thanh Hương một con. Lụng tô hai con CS. Đấy ghi đi ấy. Ghi đi. Rồi ok, lụng tô nè, cỏ may nè. Phúc nail nè. Còn chị lại ăn hốc luôn. Phúc nail nè. Thương Trung Minh nè. Thúy Nguyễn nè. Thúy Nguyễn nè. Được nhá chị Nguyễn 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 Tâm ơi, chị Nguyễn Tâm lên thông tin cho em nhé. Hết máy tiền. Nợ đi mai ghé lấy đi. 33 kìa đó em. Giờ người ta đang like mà đổi à, thôi. Về đi. Ok. Về đi. Nhắn cho về đi mai mai thôi, đưa tiền lại cho chị đi. Đưa tiền cho chị mai xuống đó gì mày. Thôi để đó đi. Rồi nha. À, cho chị Chi Trần rồi nè, Chi Trần nè, Huệ Kim rồi, ok chị Huệ Kim nè. Màu đen sẽ cho Yến Lu Kim nè. Ok chị nha, thôi tập kim ấy, tập kim vậy nên lấy những con quần giãn. Ví dụ như là quần u mì thì nó sẽ đẹp hơn, co giãn nhiều sướng, thoải mái hơn. Nha, à, từ từ, Hồng Linh từ từ cho em coi nè. Chị Mộc Vi lên thông tin cho em nhé. Bộ em đang mang hết rồi, hàng cho em mình tầm 2 ngày nữa. À, Thi Hương Hồ ok nè. 49k còn chị Kim Khánh Lê ơi. Ôi lấy mấy con rồi. Chị Kim Khánh Lê mấy con rồi, hỏi gì nữa, mua gì nữa. Hả? Trần Thị Thanh Nga kìa. 70 với hai áo phía sau, chọn màu luôn giùm em và kèm size. Cái này mình còn đủ size không đó Nguyễn? Xài đó là chỉ còn size M với L thôi. Cái gì? L hết màu đen. Màu đen à? Ừ. Đen ML à? Đen ML. Size L nó 60, 62 mang ok luôn ấy. Đây cái mã phía sau em lên luôn size cho em mình là giá 60k, hàng này hàng công ty nha chị em mình ơi. Con này là hàng công ty nhá. Nguyên lên luôn cho em mình là giá 60k con. Hàng này đang chạy cho em mình là 79.000. Nha, ok chị em mình cứ lên combo đi rồi Nguyên bóc size sau nhá. Nguyên bóc size sau. Ờ, cô Thu Hương nè. Xem áo đen hả? Từ từ, chị Phan Hằng 46kg à, hồi nãy Phan Hằng 46kg. Xe ép khối, may cỏ 4 cái nè, ok nè. Ờ, hai màu khác nhau. Chị ơi, toàn Nguyên đi hai con là hai màu khác nhau chứ. Vừa nha chị Kim Khánh Lê ơi. Vừa đấy, khách nhà Nguyên khi nãy là 64kg, mông bự, mang ok luôn. Mông bự mang ok luôn. Được chưa? Đây mã áo phía sau của em 4 màu nè. À còn cả màu trắng nữa. Mã phía sau này còn cả màu trắng nữa. Mã này thì Nguyên lên luôn chị em mình là 60k gọn nắp. Hàng này là chuẩn hàng công ty nhé. Này chị em mình nhìn cái độ giãn của nó nè. Sướng cái đời luôn. Tại vì hàng này á, đẩy vô các siêu thị là người ta bán cho chị em mình tiền trăm ấy. Nha chị nào chưa có. Gần 20 cái rồi mà giờ mua tiếp cho bạn à. Rồi ok còn ít xíu em lên. Rồi Tê Thảo Văn kìa. Bộ xanh có 43kg. Lấy bộ không có hết rồi chị ơi. Chị lấy đen à. Trần Phương Thảo CM ghi đi. Ghi đi rồi bóc xong. Áo 60 ghi áo 60. Nha chị nào lấy áo 60 thì lên áo 60 luôn dùng Nguyên. À, NT Thảo Văn hai cái CM hai cái CL kìa. Hai và hai quần cho chị Phạm Hồng Dung. Rồi ok, qua mã này đi chị em mình nhé. Qua mã nhá. Quần của nó là đây nè. Quần của nó đây. Cái này có hai màu. Quần của nó là quần à. Chị em mình đi combo nhá. Nguyên lên luôn chị em mình là 70k hai con. Chị em mình lên kèm cái size luôn dùng Nguyên nhé. Không có cái size không chốt được đâu chị em mình ơi. Comment lên kèm luôn dùng Nguyên cái size nhá. Không có cái size là chịu luôn với hai màu thôi. Hai màu thôi. Trời ơi quần đuổi mà là đuổi nhăn nè. Chị em mình nhìn nè. Trời ơi đi mang con này bao sướng luôn. M ok rồi. Lên áo thun 49 đi à. Từ từ. Cái gì cũng có hết. Bạn đang chọn 70k màu chí. Lên màu cho em đi. Đây nè có cả màu trắng nữa. Bộ em đang mang tầm 2 ngày nữa chị em mình ơi. Bộ em đang mang tầm 2 ngày nữa. Đây, mã này kèm màu luôn dùng Nguyên L xám như Mỹ Hạnh Hồ. Áo hông vàng sao CS 50kg CM nhá chị Thu Thảo Võ. CM, CL, XL 3 size. Đây mã áo Nguyên đây, cái này còn cả màu trắng. Bây giờ đây không có, không thấy màu trắng đây. Nha, mã này thì Nguyên lên luôn cho chị em mình là 60k. Ok, 4 áo 4 màu. Chị Võ Thắm ơi lên cho em cái size. Chị em mình toàn bộ lên cho em cái size nhá. Lên không nói chị em mình không biết cái size gì là chị em mình lên cho Nguyên cái số ký đi. Cái này đến 65kg vẫn mang ok để chị em mình nhìn cái độ nhún của nó này. Trời ơi nhẹ tên luôn. Mã này lên chị em mình 60k luôn. 60k chị em mình cứ lên nhiều Nguyên kèm luôn dùng Nguyên cái số ký nhá. Lên nhiều Nguyên chốt đơn sau. Nha, có cả màu trắng nữa.
Còn cả kèm màu trắng, hàng này là hàng chuẩn hàng công ty luôn dùng Nguyên. Hàng này đang chạy 79k này, không bao giờ nó deal này. Không phải là Nguyên nói giá cao lên để Nguyên sale đâu, nhưng mà thực chất là đang chạy là em 79.000. Còn cái này chị em mình đi vào cái này khi đổ vào các siêu thị người ta bán như vậy mình bèo nhất là 120-130 con nha. Còn lên chị em 79k cái này cũng còn ít. Để tẻ size lên gọn sale luôn cho chị em mình là giá lên luôn cho chị em mình là 60k 60 nhá. Cái này mình chị đã mua được cái mã này rồi, chị nào chưa có thì lên luôn dùng Nguyên nhá. Thằng 60 nhá, 60. Quần đuổi bao nhiêu? Chị ơi, quần đuổi hồi nãy em lên là 70k 2 con, chị em mình mua một con là 39k nha. Bộ Nguyên đang mang lên rồi. Tại vì Nguyên còn có mấy con thôi. Hết bộ Nguyên đang mang rồi chị em mình nhé. 70. Ok vậy Trần Thị Thanh Nga nữa kìa. Trần Thị Thanh Nga. Ok nhé. Hả? Lên cho chị em mình mã này. 55kg. Ok chị Võ Thắm. Ok chị Võ Thắm cái áo hồi nãy kìa. Áo chị Võ Thắm. Chị lên đó. Chị lên cho em cái áo màu xanh của mình. Cái này rất là nhiều chị chờ cái mã này. Và lên bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Cái này chị nào chia sẻ chốt nhá. Nguyên còn không phải màu xanh Covid. Màu này là màu màu xanh đậu. Xanh đậu nha. Trời ơi. Còn mỗi size L. Còn mỗi size L xanh đậu nha. 60k màu vàng. Chị Phan Hằng là 46kg. Áo gấp. Trời ơi, áo gấp từ cái thời mua bữa nay đâu có về nữa đâu. Áo gấp không về nữa chị ơi. 60k đen hồng. Ô, chị Nguyễn Hiền ơi, toàn bộ chị em mình lên đơn kèm luôn dùng nguyên số ký đi. Là xong like Nguyên bóc size luôn cho chị em mình luôn. Chị em mình không lên số ký. Nhiều khi là ai có số ký trước bóc trước nha. Vì cái này giờ nó lẻ size lẻ số rồi. Hả? 46kg hồi nãy chị 46kg đó. Nãy chị 46kg. Chị em mình lên luôn dùng cả số ký nha. Có số ký không chốt hàng được nha. Lên cả số ký luôn dùng Nguyên. Không, trưa nay không có đồ bán đâu chị ơi. Hai quần đuổi size S màu đen. Chị ơi, không phải là màu trắng đâu mà kem kem nhá. Màu xám xám ấy. Màu xám không phải là màu trắng đâu nha. Rồi lên luôn cho dễ mình mã này. Ai chưa có thì tranh thủ lên nhanh tay luôn dùng Nguyên. Đợt cuối nha. Bán tặng cho chị em mình con này luôn. Nó thực sự con này mà bán. Bồ Nguyên đang mang hết rồi. Tầm khoảng 2 ngày. Nhanh thì chiều mai, tối mai có. Còn không là 2 ngày nữa mới có hàng. Tùy nhá, đợt này xe cổ nó chậm lắm chị em mình ơi. Tại vì cái này người ta dặn trước hết rồi. Chốt lên luôn dùng này. Chị Lê Phượng mua chi dữ ấy. Lê Phượng nào, 5 con, 6 con gì rồi. Mua làm chi để tới sang năm mang à. Người ta mua vì lá đó. Không, bà mua cũng 5, 6 con rồi. Mua làm chi nhiều ghê á. Xài một thành biện sẽ lời cho em, cái sẽ lời chị. Đã lên giá đâu. Mua rồi, không cần biết. Lên giá, không cần biết, bất chấp luôn. Bộ Nguyên đang mang hết rồi. Mua để dành y đấy. Thật sự chỉ đi ngoài đường nhiều thì mua con này sướng. Vì nó quá là rẻ luôn nè. Size L thôi chị em mình ơi. Cho chị xanh đạo cho chị Nguyễn Quỳnh Như hai cái này. Nguyễn Quỳnh Như hai cái size L nè. Em lên luôn cho chị em là 69 à, cho chị Ngân Kim nè. Ít bữa bán 150k tiền mua mua à. Lên luôn cho chị em là 69k mà hàng công ty hàng hai lớp nữa. Chị em mình đi dạo đi, chắc không ai bán chị em mình tầm giá này đâu. Hôm bữa là sale em mình 89.000 là giá giật mình rồi. Nay con nó sale sâu hơn xíu. Thôi ôm về né, nhưng mà tại vì kho nó bảo nhờ chạy giùm mày vì cuối mùa rồi. Còn mà giờ Nguyên không sale, Nguyên không ôm về á, chỗ khác người ta cũng ôm mà không chắc. Người ta bán gì em mình bèo nhắc con áo khoác người ta không bán gì em mình. Lời được 20-30 nghìn. Chia sẻ lên luôn giùm em nha. 20-30 nghìn, 25 nghìn là giá bèo. Chứ còn không ai bán cho chị em mà lời tiền chục như nhà Nguyên hết. Nên là Nguyên tranh thủ nha. Lên luôn cho chị em mình mã này luôn. Xây 60 đổ về là chị em mình chốt ok con này. Comment này, nhớ luôn dùng hẳn là hai lớp nhá. Màu xanh đậu toàn bộ size L. Xanh đạo hay toàn bộ size L, chị Nguyễn Trinh không chia sẻ không chút. Những cái mã này em chỉ dành riêng cho những chị nào chia sẻ thôi. Dạ không chị ơi. Những cái này chị Kim Khánh Lê cũng chia sẻ. 69k chị Phan Hằng cũng chia sẻ. Trời ơi. Mua con quát hai lớp mà không chia sẻ là như thế nào. Không có quát trong nha chị em, không có túi trong. Hai túi hai bên đều có khóa kéo. Và không có túi trong dùng Nguyên nha. Hẳn là hàng hai lớp dùng Nguyên nhé. Không phải hàng một lớp đâu mà là hàng công ty nữa. Không phát thì phát cái gì. À, size L không có cái màu này, màu này chỉ có size L, size 60 đổ về thôi. Chị Nguyễn Trinh ơi không chia sẻ em chịu luôn. Chị Kim Ngân có rồi, cứ chị nào chia sẻ lên nhá. Hương Nguyễn Bà Rồ không chia sẻ. Xanh Đạo Phúc Neo không chia sẻ. Chị nào chia sẻ lên 69k nha. Trời ơi. Phúc Neo không chia sẻ, Hương Nguyễn Bà Rồ chia sẻ đi. Còn không chia sẻ bỏ qua nha. Mới nói là như chị Lê Phượng ơi, bà phải nói bà mua cũng tầm 5 hay 6 cái vậy Phượng. Cho chị Ngân Nguyễn nè. Size L thôi vậy mà nhá.
55 đến 60 kg cho chị Ngân Nguyễn, chứ còn hết size L thôi. Chị em mình mang size L thì hơi rộng xíu. Con này mình trẻ mình dưới 55. Đây, nguyên 50 đấy. Lên luôn trẻ mình là 69k. Bà Lê Phượng là bà cũng 6-7 con rồi, sinh đậu rồi nhá. Chị Anh Đặng không chia sẻ bỏ qua nhá, cho chị Nguyễn Trinh nè. Nguyễn Trinh nè, đã mua con áo khoác này 69k, chị Lê Ngọc Ánh nè, mà không chia sẻ bỏ qua nhá, có crop top em không nhá. À, loại gì đấy chị Tâm ơi. Trời ơi, em lên 69k thì không ngại gì, không phát nguyên nó thực sự luôn. Phạm Hương nè, Phạm Hương càng Phạm Hương nó khách sĩ. À, Hằng Nguyễn nè, Hoa Nguyễn nè, Kim Khánh Lê nè, Hương Nguyễn Bà Rồ nè, chị Trần Văn Trạng này hôm bữa đã có một đơn hoàng về. Trần Văn Trạng nó có đơn hoàng về không phải đúng không? Đây chị Trần Văn Trạng, Hương Nguyễn Bà Rồ, từ từ lên màu sau nhé chị ơi. À, chị Hướng Dương, Mai Tuyết Nhân, xanh đậu cho chị Vũ Bình An. Hàng này hàng thông hơi, hai lớp hàng công ty, nó size L chị ơi. Có mã này có size L từ size 50 đấy, em đang mang nè, có mỗi cái này thôi. Chị Nguyễn Phong chia sẻ lên luôn giùm em cho chị Hiền Nguyễn. 69k nha chị em, mà nó xanh đậu, màu này màu đẹp nhất. Cho chị Loan Nguyễn, quần đuổi cho chị Nguyễn Quỳnh Như. Loan Nguyễn, quần đuổi cho chị Nguyễn Quỳnh Như. Rồi chưa có xanh đậu, lên xanh đậu luôn giùm Nguyên. Set chip và hoa đòn sao gửi từ từ, nguyên đơn một set chip sao gửi. Tính tiền của chị như thế nào chị ơi? Chị Thu Hiền đứng nè, anh Đặng này, rồi nhá. Chị nào chưa có thì lên luôn giùm Nguyên 69k. Xanh đậu cho chị Hằng Nguyễn có rồi, 69k chị Hằng Nguyễn có rồi. Chị nào chưa có tranh thủ lên luôn giùm Nguyên. Chị Nguyễn Thị Như Loan không chia sẻ, còn chị ơi, chị Hương tranh thủ mua đi. Về hàng này hàng công ty đúng là họ ôm từng này thôi, còn lần sau những năm sau là không có những cái mã này với giá này nữa đâu, thực sự luôn. Hàng công ty sale chứ bình thường làm chi chị em mình mua một con áo hai lớp, hẳn là hàng hai lớp xịn sò. Hàng này là hàng thông hơi, quay cặn luôn cho chị em mình xem chắc này, được chưa? Hai lớp, nhưng mà cái mã này riêng, cái mã này là size XL thôi, size từ 55-60kg là chị em mình cho ok. Bên này nó đóng cái khóa kéo luôn, thiệt cái chứ, đóng cái tab hồi nào cũng đóng cái chỗ cái này không có kéo xuống được nha. Lên lưu dưỡng này còn một cái xanh đậu cho chị Trịnh Minh Duyên này, à, chị ơi, chị Hảo Lương thì Hảo không chia sẻ, size L có màu khác đâu chị ơi, size L có màu khác rồi. Chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên xanh đậu, chị coi giùm em cái nào có size L chị lên nói. Em chỉ lên cho những chị nào chia sẻ thôi, chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Riêng chị nào không chia sẻ bỏ qua mã này, xanh đậu chị Thu Hiền đứng có rồi này. Chị ơi, chị Nguyễn Hiền ơi, chia sẻ công khai lên chị đây nè. Nguyễn Thị Như Loan chia sẻ, chị em mình bấm chia sẻ nè, viết bài dùng nguyên cái, chỉnh chế độ lại công khai đi, đừng để chế độ một mình xem nó không hiện người chia sẻ. Chị ơi, Hằng Nguyễn 50kg hơi rộng đấy. Chị Phan Hằng cũng chia sẻ, làm chi có chuyện tính. Chị Hoa Đòn tính một set 119 mà gửi 5. Size XL rồi đó chị ơi, cho chị Nguyễn Thị Như Loan. Thế chị ơi, chị Ánh Đặng ơi, bị rộng, em nói là size XL, bỏ qua chị Ánh Đặng đi, bị rộng đấy, bỏ qua cho chị Nguyễn Thị Như Loan đi. Và chị cho chị Lê Phượng gần nhà cái nữa, chị Lê Phượng gần nhà cái nữa. Rồi size này là size dưới 55 này chị ơi, đổ qua cái màu này giùm em đi, cái màu xanh đậu là nó chỉ có mỗi size XL thôi nha, lưu ý luôn dùng nguyên. Riêng cái màu xanh đậu có mỗi size XL, để ý luôn dùng nguyên với nè, không lại nhầm hàng nữa. Không, chị Hướng Dương ơi, thế em đang mang hết rồi, nha, tầm 2 ngày nữa có hàng. Nhanh thì chiều tối mai, còn không là 2 ngày nữa mới lại có hàng chị em mình ơi. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. Size này 55 đổ về là chị em mình chốt ok nè. Cái này size L, chị em mình nhìn dùng nguyên đi, hẳn là hàng 2 lớp nha. Hàng thông hơi 2 lớp cho chị Hương, Hương Nguyễn Bà Rồ. Đây nè chị em mình nhìn nè, hàng thông hơi 2 lớp nha chị em mình ơi. Từ đường kim mũi chỉ luôn là hàng công ty, cho chị Hương Nguyễn Bà Rồ cái nè. Chị ơi, chị Hiền Nguyễn, chị chốt như thế em không chốt được. Chị biết rộng là tại là tự nhiên thì chị chốt làm chi cái màu xanh kia. Thật sự là hàng đã ghi tên bỏ xuống rồi mà cứ đổ qua đổ về không chốt được luôn ấy. Không có đâu ấy ơi, không có Phạm Hương ơi.
thật sự luôn. Chị em mình hôm bữa chị em mình đã mua rồi thì biết cái size L rộng thì thôi, đừng có chốt size L tự nhiên giờ cái lại bảo chốt lại rồi là giờ cũng đổi. Rồi Lan Đông Dũng mã hồng size L. Không có size M đâu chị ơi, bộ em đang mang hết rồi. Size L cho chị lụng tô. Ba cái hồng cho chị Việt. Cái này có hình mẫu đấy chị Việt, rẻ như thế này tranh thủ mà phát đi chị Việt ơi. Hàng này hàng công ty sale. Không có size M, cái này hai size thôi. Toàn bộ cái này không phải là nó khuyết, không phải là nó thiếu size M nha chị em mình ơi, nhưng mà là hàng công ty nó sản xuất chỉ có hai size. Size L với lại size XL. Size XL dành cho chị em mình từ 55kg đến 60kg. Và size L là dưới 55kg là chị em mình chứ ok. Vâng lên cho chị em mình mã này là 69k. Bộ em đang mang hết rồi nhá. Bộ em đang mang hết rồi nha. Tầm 2 ngày nữa. Không có size M đâu chị em mình ơi. Thế chị Việt nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng này. Chị hai cái rồi đó. Rồi ok nha. Ai chưa có lên luôn dùng mã 69k cho chị Bảo Huệ cái này. Chị Bảo Huệ chốt cái chuẩn nha. Em nói rồi này. Chốt chuẩn chứ còn chốt đổi đi đổi về, chốt 5 mã lọc, chốt 6 mã lọc lấy bỏ 3 mã em không chốt nữa nha. Khách nào cũng như thế, khách cũ khách mới gì, Nguyên rất là thẳng tính. Nguyên rất là thẳng tính luôn ấy. Chị em mà chốt kiểu đó là Nguyên không phục vụ được. Nha chị ok đã chốt chứ còn chốt mà cứ lượng tới lượng vô là lượng lui là chịu luôn. Bỏ ra hẳn đi, bỏ của chị Hằng Nguyễn ra đi. Nguyên nói là từ đây tới cuối live Nguyên đi rất là nhiều mã. Và mã nào ví dụ như 3-4 màu máy size. Bỏ hết những chị hồi nãy ra đi. Chị em mình nghe Nguyên live không? Nguyên đã báo rõ là size XL rồi. Chị em mình chốt xong giờ đổi qua những chị đổi Nguyên không chốt nữa nhé. Em nói trước. Nguyên hồi nãy giờ Nguyên live rất là kỹ, không phải là chạy sơ sơ chị em mình vô thống thoáng đâu. Size L Nguyên đã báo size rõ ràng rồi. Giờ chị em mình lại đổi ra hết. Người ta Nguyên vứt xuống hàng. Hàng lẻ size vứt xuống rồi. Ok rồi, xanh đậu cho chị Thùy Dung. Hồng cho chị Lợi Hồ Thị. Hồng cho chị Lợi Hồ Thị. Hồng cho Huỳnh Thương. Hồng Võ Huệ có rồi. L Thị có rồi, xanh đậu cho chị Thùy Dung. Xanh đậu chị Thùy Dung. Rồi ok nhé. Lên 69k đảm bảo luôn, chị em mình không đâu mua được luôn ý. Con hẳn một con khoác hai lớp. Chị Nguyễn Phong chia sẻ chị ơi. Nguyễn Phong chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nhé. Rồi cho em lên cái màu xanh biển đó. Cho em lên màu xanh biển. Cho em lên màu xanh biển. Xanh biển có size chưa đấy chị? Xanh biển này có đủ 2 size. Em chị chốt cho chị nào chia sẻ nha. Đây xanh biển chưa cho chị ta. Chị Lê Phượng ơi lấy cái xanh biển size gì đấy. Chị em mình Nguyên nói nè, nghe hẳn cái size từ từ đã chốt cái chị em mình ơi. Cứ chốt Nguyên bỏ xuống, Nguyên phân size bỏ vô đơn rồi chị em mình đi đổi. Nó rất là mắc công. Đấy, chị nào ok đã chốt, không có size S đâu chị Lợi Phan ơi. Nguyên đọc lại cho chị em mình nè, hai size thôi. Size L dưới 55 đổ về. Size XL dành cho những chị em mình từ 55 đến 60kg. Hồi nãy Nguyên cái con size màu xanh đậu Nguyên vẫn mang cho chị em là size XL. Đấy, chốt lên luôn những mã này là mã xanh biển luôn dùng Nguyên nhé. Xanh biển 2 3L 2XL cho chị Việt. 3L với 2XL cho chị Việt. Bóc luôn dùm em. Rồi lên luôn những mã này xanh biển luôn dùng Nguyên nhé. Bộ Nguyên đang mang hết rồi chị Hưng Hưng ơi. Em hết sạch xanh rồi. Làm nhanh thì 2 ngày nữa. Nói chị em mình cứ đặt đi. Cứ vô trang cá nhân Nguyên đặt nhé. Về Nguyên gửi nha. Chị em mình cứ vô trang cá nhân của Nguyên đặt. Về rồi Nguyên gửi. Chị em mình biết trang cá nhân của Nguyên chưa? Đây nè. Bộ Nguyên mang là 93.000 nè. Vào trang cá nhân đặt dùng Nguyên nhé. Tầm 2 ngày nữa Nguyên về hàng thêm. Đi cho chị Việt chưa? Rồi ok nha. Đấy cái trang cá nhân của Nguyên. Để Nguyên ghim lại nè. Để Nguyên ghim trang cá nhân của Nguyên nhé. Không nhảy chờ ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Cái comment của mình đi đâu rồi? À đây. Hai size. Nghe rõ cái size giùm tôi quá quý vị ơi. Chốt đổ đi đổ về rất là mệt cho chị Nguyễn Hữu Linh Sa. À Nguyễn Hữu Linh Sa cái XL. Bộ Nguyên đang mang hồi nãy lên trẻ mình là 93.000 đấy. Nhưng mà hết rồi. Hết rồi nha, tầm 2 ngày. Ok chị Việt rồi đúng không? À, Lê Phượng đâu rồi? Xanh biển size L cho Võ Huệ. Chị ơi chị Lợi Phan nghe rõ em like không? Em nói không có size S đâu.
nhiều khi là chị em mình Nguyên không để ý khóa cái nhận hàng về chị kia. Sao em đặt size S mà chị gửi cho em tới cả size L thì rất là mất công nha. Em chỉ lên 2 size thôi, size L và size XL có 2 size thôi. Chị ơi chia sẻ công khai lên luôn giùm em, chị Nguyễn Quỳnh Như chị lên cho em cái size không có size không chốt được nhá. Xanh biển size XL, ok chị Nguyễn Quỳnh Như. Rồi chị nào lấy xanh biển lên xanh biển luôn giùm Nguyên nhá. 69.000 mà hẳn con áo 2 lớp. Nó rẻ, nó thật sự hết sức rẻ luôn. 69.000. Chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn giùm Nguyên nhá. Chị ơi chị bấm chia sẻ công khai lên. Không công khai là nó không có hiện người chia sẻ đâu. Ráng bấm chia sẻ công khai lên luôn giùm Nguyên nha. Chị nào chưa có, Nguyên chỉ có 2 size thôi, để ý luôn giùm Nguyên lại cái size nhé. Size L 55kg quay đầu và size XL chị em mình 55-60kg nha. Không có size S, lên rõ luôn giùm Nguyên nhé. 95 còn đó chị Bé Văn ơi, xin biển size L cho chị Hình Huyết. Ồ, được chị ơi. Được nhá, chị Hương Hương có đấy, vừa đấy chị chốt đi. Chị chốt đi nhưng mà về sau em chốt sau nhé. Chị Ái Văn Ngô cũng chia sẻ cho chị Hiền Phan. Hiền Phan size L. Ok, Hiền Phan size XL. Ái Văn Ngô không chia sẻ, 69.000 chị chốt cho chị nào chia sẻ. Cho chị Ngọc Đoàn xanh biển size L đây nè. Đấy, xanh biển size L chị Ngọc Đoàn. Rồi nha, chị nào chưa có lên luôn dù Nguyên. Áo đen size M dồn đơn cho chị Ngọc Lan. Áo đen là áo đen 60 ấy. Hai size, đen size 60. Đen size 60 là hàng công ty. Chị nào chưa có. Còn quần sọt nữa à? Không Diễm ơi. Còn quần xanh biển á. Mang size S đi chị ơi. Còn bỏ chị cái size M. Chị Nguyễn Hiền cũng chia sẻ. Đây nè chị em mình bấm như thế này nè. Dù Nguyên nè. Chia sẻ lên luôn Dù Nguyên nè. Viết bài nè. Chỉnh cái chế độ là Dù Nguyên nè. Bài viết vậy em nhiều chị để chế độ công khai một mình xem không có hiện người chia sẻ. Nha chị Nguyễn Hiền không chia sẻ. Rồi cái chị nào chưa có lên luôn Dù Nguyên. Chị không biết. Chị Phan Hằng không chia sẻ. Cái chị nào chốt chia sẻ lên nhá. Còn chị nào không chia sẻ bỏ qua. Nha chị nào không chia sẻ bỏ qua. Nguyễn Hiền không chia sẻ. Nguyễn Phan cũng không lên. Thực sự bán 69k mà chị em mình cứ lăn xăng thì thôi luôn. Rẻ hơn chị em mình đi mua con một lớp. Mà hẳn là hàng công ty. Người ta may rất là chuẩn. Mang cái này nhẹ tên luôn. Mang cái này nhẹ tên luôn. Bao đẹp luôn cho chị em mình luôn nhá. Không có CM đâu chị ơi. Chị Bé Văn ơi, mã 95k. Khóc 95k để đâu rồi hè? Khóc 95k hàng công ty đúng không? Chứ sao chị nào nãy hỏi ai báo hết? Sao lại báo hết? Không, bên kia áo khuất gió rồi. Hàng nó có kaki khuất gió rồi. Rồi chị nào chưa có anh lên. Khổ đời mua hàng lai. Hai lớp chị ơi, hai lớp 69.000. Hai lớp mà 69.000. Còn bộ đùi không em, bộ đùi này em hết rồi. Chị em mình vô trang cá nhân của Nguyên đi. Đặt 93.000. 93.000 nhưng mà đến tầm 2 ngày nữa Nguyên về hàng. Giờ Nguyên hết sạch hình xanh rồi. Không còn đâu. Nha, hết rồi. Phục bộ sạch. Size XL. Size XL với size L thôi. Size M với chị tìm. Size M coi trước đó chị. Coi trước có size M không? Có cái cục tinh đầu nguyên này, size riêng nè. Bên này, size XL, 2XL. 2XL, mã 95 đây chị em mình. Con mua hông đậm nữa chị ơi. Hông đậm, hông nhạt, xanh đậu, xanh biển, bốn màu thôi. Mã đó từ bữa giờ là Nguyên chạy chỉ có bốn màu thôi mà. Xanh dương à. Xanh biển CL cho chị Thu Phương Hoàng. CL Thu Phương Hoàng. Phải xanh dương đâu chị ơi. Con này không phải xanh dương nhá. Con này xanh xanh. Xanh kê xanh chi đó xanh. Xanh biển đấy. Nguyên cái kê xanh biển. Lấy thì chốt đi nha. Cho chị Huỳnh Thương xanh CL. Cứ lên xanh là được. Trời ơi, 69.000. Mua 3 con, 5 con về để dành nha. Nó rẻ hơn chị em mình đi mua con hẳn một con một lớp. Một con một lớp hàng thông hơn, người ta không bán gì em giá 69k. Áo khoác em đang lên thì chị em mình 69k đấy. Chị nào chưa có thì lên luôn Dù Nguyên nhé. Lên 69k. Rồi tiếp luôn Dù Nguyên. Bán thì bán lấy tương tác thôi. Mà chị em mình lại cứ tiếp. Ủa cái này tới 3XL. L. Cái cọc này, cọc này cọc tùm lum ấy. Đây, M đây. M này chị Bé bỏ lấy không? Hàng này hàng 280.000. Còn Huỳnh Yên ơi, nhưng mà Nguyên còn size XL. Còn size XL. Xanh biển ok cho chị Nguyễn Thị Ngọc làm size XL ấy. Xanh biển Nguyễn Thị Ngọc làm size XL. Màu hồng đậm cho xem với Nguyên. Hồng đậm chị, trên tay bên tay chị Linh. Hồng đậm bên tay chị Linh.
uống thử món này không, sang ra uống thử nè. Chị ơi đang còn bao nhiêu hôm nãy đập không đập hết pha ra cho mình. Có ngon luôn hả? Có nước cốc nữa cô. Cách từng nữa thôi đó hả? À. Nước cốc có từng nữa thôi đó hả? À. Nguyên năm từ bữa trừ á. Mà để biết rồi đó. Xanh biển size XL cho chị Hương Nguyễn Bà Rồ. Hết rồi, mà còn chín nhất con chín nha. Không, xanh biển á size XL á. Hương Nguyễn Bà Rồ. Đây mà không đậm đấy chị ơi. Hương Bà Rồ lúc này người ta có màu. Có màu. Được. Áo khoác có màu đỏ đô, có luôn chị ơi. Màu đỏ đô mã 95. Mã 95 nó thật sự nó quá đẹp. Chị Nguyễn Phong đây giờ chị Nguyễn Phong nó hiện người chia sẻ rồi nè. Size chi? Em bóc size. Size L cho chị Linh Hồng nè. Xanh L cho chị Linh Hồng nè. Chị ơi chị Nguyễn Phong lấy size chi đó? Xanh L hình thương có rồi. Hồng đậm size M cho Giang Pha. Hồng đậm size M cho Giang Pha. Áo quên, size L. Lộn chiếc thằng đó. Size L. Size L với size XL nha. Đây chị em mình nhìn nè, cái này cũng đang ai vậy em, size L size 55 đổ về là chị em mình chút đẹp. Nó đang đi mua con khoác hai lớp. Mà hàng là hàng công ty nhá. Hàng thông hơi nha chị em mình nhìn đi. Nhìn chị em mình nhìn rõ, chị nào mà đã mua cái mã nắng bé hôm bữa hàng công ty ấy. Đỏ giá bao nhiêu à? Đỏ này là giá 95k chị ơi, xíu em lên. Thực sự là đang bán 109k này. Cái mã hàng công ty này đang bán 109k và nguyên sale nó luôn cho chị em mình là 95. À, áo thun sau lưng em lên luôn cho chị em mình là 60k hàng công ty. Nói chung là chạy toàn hàng công ty thôi cho nó sướng. Hai lớp Hình Yên ơi, size gì? Size gì xíu nữa lượt lại like đi Hình Yên này. Đây nè, màu hồng đậm nè. Hồng đậm Nguyên đang mang nhá. Xanh biển nhá. Hồng nhạt nhá, với lại xanh đậu nữa. Bốn màu đấy, bốn màu. Rồi ai lấy màu gì chút màu đó luôn dùng Nguyên nhá. Nguyên lên luôn cho chị em mình là giá. Giá 69k. Rồi nè. Chị bé Văn ơi, chị bé Văn ơi lấy cái này size M này đang còn màu màu đất này nè. Size M em còn màu đất nè. Còn màu hồng nè. Size 52 quay đầu. Mã này thôi xịn sò quá rồi. Đây chị em mình nhìn nè. Hàng này chuẩn hàng công ty. Xét nét nha. Từ đường kim mũi chỉ luôn nha. Đây nè chị em mình nhìn nè. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Và có cả cái này nè chị em mình nhìn nè. Không có túi trong chị ơi, không túi trong. Lấy đen với vàng. Chị ơi, chị Bích Văn Nguyễn ơi lấy size đi. Cái này em có size này. Mã này em có size nhá, lên rõ cho em cái size với này. Được chưa? Rồi lên luôn dùng cái này đây. Cái này riêng được sướng cái này. Chàng giống khẩu trang luôn, cái này chị em mình tháo hẳn ra được nhá. Đây này. Tháo hẳn ra luôn. Được chưa? Hồi ấy bỏ trong túi. Gắn hẳn lên trên cái này luôn, không sợ bị tụt. Nói chung là nó xịn sò lắm. Size M đang còn hai con. Màu đất và màu hồng. Size 52 quay đầu. Hàng này là hàng 280 và theo đằng sau mã này lên cho em mình, mã này là mã 95k. 95k luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy cái này lên cho mã đất và hồng size M, hai cái thôi. Hồng đậm size M không có đâu chị ơi. Chị ơi, chị Ái Văn Ngô cho chị bộ Nguyên đang mang hết rồi. Bộ Nguyên đang mang hết rồi. Một cái hồng đậm size XL cho chị Giang Phan luôn. Hồng đậm size XL chị Giang Phan 69k. Rồi đây lên cho mã này là 95. Nguyên đang mang là mang size M, size nhỏ nhất. Chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã đắt luôn dùng Nguyên nhé. Cái này xịn sò luôn. Hàng này hàng tác của nó là 280k. Theo chữ đằng sau nha. Chị nào lấy cái này lên cho mã đắt. Rồi đặt hàng đi chị ơi. Nhưng mà em chưa về đâu nha. Hello chị Hiền Sally. Cao 1m65, 57kg. Ok vậy Bích Văn Nguyễn lấy giờ vậy. Bích Văn Nguyễn size L thôi. Cái hai cái áo ấy. Đỏ đôi. Đỏ đô size M. Nào phải đỏ đô đâu. Mà em vào đồ đô màu đất các chị em mình ơi, nhìn kỹ lại dùng Nguyên nè. Màu gì? Đà trái. Đà trái à? Đất mua ra đất. Rồi cứ kêu màu đất đi. Màu đất lần khác, màu đất lần thì kệ đi. Khách rõ nhìn rõ mà. Cho chị Yến Nguyễn nè. Bên trên Nguyên là đen mới vào. Ờ, cho chị Yến Nguyễn nè. Hàng 280k đấy. Thì Nguyên cứ đặt màu nào cho em cái chút đại cái màu đó đi. Không biết cái màu gì. Đây này, cái này chị em mình về gắn khẩu trang vô nhá. Đây này. Đẹp xịn sò luôn. Theo đằng toàn bộ đằng sau nè. Cái này cho chị Yến Nguyễn nè. Cho chị Yến Nguyễn dùng Nguyên nè. Rồi size M còn màu hồng. Chị bé Văn ơi lấy cái màu gì? Size L có không ta? Size L màu hồng. Size L màu đất này đâu có đâu. Này 3XL lận rồi. 3XL. Size L để không con. Hồi nó phân màu ra nó dễ hơn.
phân màu ra cọc chung cọc nên lúc like cực quá. Ví dụ đi màu gì sai gì cho nó dễ cắt thì còn cái máy được. Chị Linh ơi, chị Linh phân hẳn cái màu của cái mã này đi, phân màu ra đi. Tắt xe mời em hết rồi. Trang cá nhân của em là Hạ Nguyên đây nè, Hạ Nguyên đây nè, đây 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 vừa đấy chị ơi. Hả? Phân màu đi đúng không? Phân màu đi, màu đấy còn không? Còn ngoài còn. Chị đem ra đây chị phân màu xong chị lên mua cho em màu cho em đi. Chị ở này cột chung lộn xộn quá, phân sai này lại khó lai đấy. Phân sai ra là rất là khó lai. Phân màu đi, phân theo màu cho em. Đây hết màu này tới một kia. Có chị ơi, xí em lên, xí em lên để phân màu ra để lai cho nó dễ. Chị màu xanh 2XL mã nào đấy chị Tương Cao ơi? Mã nào đấy? Đắt hết vỏ thám ơi, từ từ để Nguyên phân sai lại nha. Ê, còn đây nữa chị Linh ơi. Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi. Phân cho em cái màu đắt trước đây, đang lai dở cái màu đắt rồi. À màu đỏ đô xây lờn. Rồi, phân cho em cái màu đắt, bóc cho em cái màu đắt. Bóc hết ra vô đây. Đây cọc nữa nè. Lùng riêng thì lùng mà cứ ưng để lên trên cao thôi đấy. Rồi nha, cái này màu hồng tắt từ từ chờ một xíu nhé, loại rã hết màu rồi. Dạ cái đó không phải là hàng rẻ đâu, hàng công ty nó sale đấy, nó xịn nó đẹp đấy, hồng đậm không phải tim. Từ từ rồi màu đất đang lên luôn chị em mình luôn. Màu đắt CL của chị có không? Từ từ không coi. Đắt có CL không? Không. Ôi đắt còn phần tay bự thôi. Đắt là 2X đây nè. Màu đỏ đô, CL có màu đỏ đô. Màu đắt sao chi chị? CM nãy gì chị đặt màu đắt CM nè. Đắt CM cho ai nữa nè? Cho Trần Thị Thanh Nga. Trần Thị Thanh Nga. Đắt M cho Trần Thị Thanh Nga nè. Cái màu đỏ đô ấy là Nguyên có size L. XL. Phần thì đang nha. Ờ. Thế giờ Nguyên còn size 55 đổ lên và size 65 đổ về. 55 đổ lên và 65 đổ về nha chị em mình ơi. Chị nào lấy cái mã này lên chung mã đắt kèm size 1X, 2X, 3X, 55 kg. 65 kg mang được. 60 kg gì lấy size 2 thôi. Em lên 95k nha chị Nguyễn Trinh thôi. Nói chung là nó xịn sò lắm chị em mình. Quay chặn lại cho chị em mình size một lần nữa nè. Còn size nhỏ không chị? Hay size to luôn? Đây chị em mình nhìn nè. Theo toàn bộ phía sau nhá. Cái 3XL ấy, chị em mình đến 65kg vẫn mau ok. Đây chị em mình nhìn nè. Hàng này chuẩn hàng công ty. Đấy, toàn bộ là theo đằng sau hết. Size XL cho chị Phương Phan. XL cho chị Phương Phan. Đây XL cho chị Phương Phan. 95k nốt luôn. Hàng này là hàng xe 109k rồi. Hàng tác của nó là 280k hàng công ty. Cái này chốt cho chị Phương Phan nhìn cái. Cho chị Phương Phan. Ok chị Phương Phan. Rồi chị nào lấy đắt lên đắt luôn dùng Nguyên kèm size nhé. Đắt kèm size. Hồng đậm size M là cái mã nào ta? Hồng đậm size M là cái nào? Nghe hết XL rồi, con XL thôi. Còn 2XL với 3XL thôi. 55kg hơi bị rộng chị ơi. 55kg hơi bị rộng. 58 cho chị Trang Phan. 55 hơi bị rộng. Trang Phan lấy size 2 này. Trang Phan lấy size 2 này. Chị Xương Cao lấy size 3 này. Xương Cao lấy size 3 này. Xương Cao size 3 này. Bích Văn Nguyễn size 3 này. 95k nha chị em mình ơi. Size 3 này Bích Văn Nguyễn này 95k. Chị nào chưa có thì lên. Màu đắt luôn dùng Nguyên kèm size luôn dùng Nguyên nhé. Còn 2 size thôi. Còn 2 size 60 đổ về và 65 đổ về. 2 size thôi, size 1X và size 2X cái mã nè. Đắt Bích Văn Nguyễn có rồi. Chị nào chưa có đắt lên đắt luôn dùng Nguyên nè. Cho em màu đỏ đô nữa chị. Đắt 3X chị Bích Văn Nguyễn có rồi. Mã này còn chưa up lên trang cá nhân. Cho em màu đỏ đô đi chị. Đây cứ phân ra màu như thế này cho nó dễ nè. Phân màu cho nó dễ, bóc hai cho. Bóc màu cho nó nha. Rồi nha. Đây màu đỏ đô. Rồi lên mã đỏ đô luôn dùng Nguyên. Rồi lên đỏ đô nè. Đỏ đô có 4 con thôi. Hồng đậm ở đâu chị Thảo Nguyễn ơi? Đã lên hồng đậm đâu? Có hồng đậm CM không chị? Hồng đậm CM coi có không? Màu xanh mô. Chị Sương Cao ơi, chị lấy màu xanh gì? Rồi lên luôn dùng mã đỏ đô luôn dùng
Trời ơi, xây L. Xây 52 cao 55. Xây M đấy hả? Đó đâu có xây M không? Ông mà hồng đậm có xây M không? Xây M ấy. Xây M có hồng nhạt chứ. Xây M hồng nhạt. Chị màu xanh không phải màu đất. Chị ơi, chị xương cao em đã like màu màu, màu xanh đâu. Em đã like màu xanh đâu. 52 quay đầu lên nông dưỡng mã L. Đây chị em mình nhìn form. Cái tay của nó, con này toàn bộ là hàng xịn sò. Toàn bộ là hàng xịn sò hết. Nên là chị em mình riêng cái phần tay này, chị em mình xỏ vô nó sẽ không bị kích nha, không bị kích. Ví dụ chị em mình mua hàng xử, hàng đồ người ta may chỗ này, người ta may rất là sát này. Đây nó bị kích cái phần tay cỡ này, may vậy em mà rộng rã luôn, bao sướng luôn. Form ba Quân đang mang là xây L nhá, 52 cái độ về là chị em mình chốt ok. Chị nào lấy cái này lên chân mã này mã L. Đây nè, mũ to và ôm sát mặt luôn nhá. Chị nào lấy cái này lên chân mã đỏ đô luôn, dùng nguyên. Nguyên còn size L. Size 2XL và size 3XL cho cái màu đỏ đô. Đắt size 3X cho chị Ái Văn Ngô. Đắt 3X cho chị Ái Văn Ngô. À, đỏ đô kèm size luôn dùng nguyên. Ok nhá. Chị Hằng Pha hồi nãy 46kg đúng không? Đỏ đô xây lời cho chị lụng tô rồi. Lụng tô này. Cho chị Việt thêm mấy con này cho đủ 10 con nhá. Dù bóc cho chị đủ 10 con mà khóc đấy. Xịn sò không phải là hàng rẻ đâu chị. Không phải hàng rẻ đâu. Hàng xịn đấy. Rồi chị nào lấy đỏ đô kèm size luôn dùng nguyên nhá. Đỏ đô kèm size, chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô luôn dùng nguyên nhá. À, cái màu xanh cốm này có đủ size không? Không có size nào, size nhỏ à? Cho chị không có màu đen chị ơi. Đỏ đô cho chị. Cho chị Hoàng Nga. Đen sai chi? 3X. 3X à? 3X lưu luyến mang được. Đen có con à? Đen hay xanh đen? Xanh đen đó. Em nhìn ra xanh đen rồi. Chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô. Còn lên những mã này là mã xanh cốm. Chị nào lấy xanh cốm cứ phân tảng cọt luôn dùm em, khách hỏi bóc cho nó dễ. Rồi đây nó cho mã cố. Không có xây mờ chị ơi, không có xây mờ nhá. Đỏ đô cho hình thương 55kg đó hẳn phải XL, không có XL hết rồi. Còn con đỏ đô không chị? Không hết rồi. Hết rồi nhá chị ơi, chị hình thương hết rồi. Làm phải lấy xây XL đấy. Nhưng mà hết rồi. Rồi nha, lên chung mã này xanh cố. Đỏ đô XL hết rồi, xanh cố 3X có không? Cho xương cao. Thấy rồi. Đó. Thế xanh cốm đang có size gì? Bỏ lên chung lên hỏa một lượt nè. L, XL, 2XL. Xanh cốm chỉ có L, XL và 2XL. Đỏ đô 2X cho chị Trang Pha. Đỏ đô 3X thôi, có 2X trời ơi. Đỏ đô chỉ có 3X thôi. Đỏ đô còn đúng 2 con 3X. Chị nào lấy, đấy giờ size số nó lộn xộn quá. Rồi xanh cốm lên luôn dùng nguyên nè. Chỉ có L, XL, 2XL. Chị em mình 50 chị em mình lấy XL cũng được. Đây này Nguyên mang hẳn cho chị em mình con XL cho chị em mình coi nè. 50 chị em mình mang XL cũng ok mà, Nguyên 50kg đây nè. Nguyên 50kg và mang XL cho chị em mình coi nè. Đẹp lắm chị em mình. Xịn sò, nói chung là xịn sò. Chị nào lấy xanh cốm, lấy xanh cốm L, XL và 2XL. Xin cốm xây lờ cho Su Su Phạm. Bộ đang mang hết rồi. Su Su Phạm xây lờ này. Rồi 2XL cho chị xương cao. 2XL cho chị xương cao. 2XL cho xương cao. Cái này ơi, về chị em mình thích tháo ra cũng được. Chị ơi, chị Kim Khánh Lê xây 3XL. Xây lờ cho vỏ thắm. Xây lờ cho vỏ thắm này. Xây 3XL cho chị Kim Khánh Lê ơi. Chị lấy không? Đó đô thì có 3XL thôi nha. Rồi lên luôn những mã xanh cốm luôn dùng nguyên. Nguyên 50kg vẫn đang mang xây lờ này chị em mình này. Mũ to, mũ bự như thế này. Ôi trời ơi. Kéo này. Kéo nè. Cái này có kèm luôn. Chị nào thích ấy thì là bấm cái này vô, bấm sẵn nè. Lúc đi cắm vô như thế này thôi là được nhá. Đấy, chị nào lấy cái này lên cho mã xanh cố. Sáng hiếp cùng lờ. Thế? Sáng hiếp. Có đơn chưa? Đây thông tin cho em nha. Rồi nhá, còn một L. Và XL thôi. L và XL thôi. XL tầm khoảng 55 mang đẹp. 55 mang đẹp. Bộ bé gái 40 thì để chị ít bộ với Nguyên ơi à. Nhận đơn kia chưa à? Cốm xây lờ sang hiếp ơi, lên thông tin cho em đi. Lên kèm thông tin đi, chị nào không có thông tin là chịu luôn.
Rồi ok, lên cả địa chỉ cho em. Size L này. Còn con size L này. Nguyên 50kg cũng đang mang size L đó chị em mình. Size L, size L, size L. Có cái màu hồng nhạt nó cũng đẹp. Vậy cho em lên màu hồng nhạt luôn. Ê, hồng đậm size M có con này. Ai nó hỏi hồng đậm size M này. Ai thì ai hồng đậm size M ta? Ai tình yêu nào hồng đậm size M lên lại dùng nguyên phát nè. Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn một. Thảo Nguyễn hình bé mang cầm cầm hoa nè. Rồi chị nào lấy xanh cốm, lên xanh cốm luôn dùng nguyên. Thì Thảo Nguyễn đi kệ. Đấy. Thấy không? Bà chị bên nhà thấy đẹp quá nên nhờ mua bộ 40kg. 40kg chị coi, chị đưa cho chị với con, chị lấy số 12, 13 nó có vừa không? Thì là vừa thì em thừa cho. Chị đưa đây, chị đưa mấy cái bộ nó cho bé nó mang thử là size 12, 13 có vừa không? Thừa, vừa thì em thừa. Rồi lên ông Dương mã hồng nhạt. Xanh cốm này nè. Màu này nó dễ nè, khách hỏi bóc cho nó dễ. Thế có con à? Dạ chị bé Văn lấy màu này không? Bé Văn lấy màu này nhá. Chờ lấy size L. Size L thì mang thoải mái đấy. Size em đang mang hết rồi, chờ lụa nhưng mà hết rồi. Hết rồi nhá. Đây nè, cái này cũng có một con thôi. Size M nhá. Đây nè, hàng tát cho chị em mình nè. Chị em mình nhìn dùng nguyên nè. Hàng tác của nó là 200. Hồng đậm CL có không? Cho vỏ thắm. Chị em mình nhìn đi, tác của nó là 280.000 đó chị em mình nè. Xe em 95k thì ngại gì chị em mình không phát. Ngại gì không phát. Cho chị Ngọc từ từ. Thảo Nguyễn là lấy hồng đậm 69 lấy nguyên. Ủa Thảo Nguyễn là hồng đậm 69 à? Phải không chị Thảo Nguyễn ơi, xanh cốm CL còn không? Kim Khánh Lê nè. Kim Khánh Lê nè. Hai sách chip cho chị Ái Văn Ngô nè. Màu hồng này được có cá xây mờ thôi. Hồng này được đúng một cá xây mờ. Thì nào lấy hồng mờ lên hồng mờ luôn dùng nguyên nhá. 95k hồng mờ, bao xịn sò luôn. Hàng 280.000 nha. Nên là chị nào chưa có tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhá. Chip mình còn không ta? Còn. Chip còn ít thì tí xíu luôn lên luôn. Rồi nè, chị nào lấy hồng mờ lên hồng mờ luôn dùng một cái. Hồng này cũng đậm nè. Chị Ngọc Văn lấy đi. Không lấy hồng đậm đi hẳn luôn. Ừ thì lấy hồng đậm này luôn đi. Cho chị Ngọc Văn đi. Rồi nhá, chị nào lấy hồng này lên hồng luôn dùng nguyên CM. Hồng CM, hồng mờ, hồng mờ. Cái này đi, Trần Minh Viên này. Trần Minh Viên này. Hàng 280.000 đấy. Rồi ai chưa có thì lên. Cái màu hồng nhạt này đang có mấy con, đủ size không? CM này. CM. ML XL 2XL. Cái 2XL đến 60kg cho cái mã hồng nhạt. Xây mờ cho chị bé Văn đi. Bé Văn lấy hồng nhạt đi. Đây này. Hồng nhạt. Rồi ok. Có cam. Cam xây mờ không? Cam nữa chị còn hàng đúng không? Cam hết nha. 3XL. Hồng nhạc, chị nào lấy hồng nhạc lên hồng nhạc hàng 280k đấy chị em mình ơi. Rẻ quá. Thiệt luôn với chị em mình ơi. Chu Chu Phạm là hồng nhạc xây lờ. Chị Hoan Hình ơi, lấy hẳn xây lờ đi chị Hoan Hình ơi. Đây nè, em mang xây mờ vậy em mình coi này, lấy hẳn xây lờ đi. Xây lờ thì không nguyên. Chị Hoan Hình lấy xây lờ đi. Chu Chu Phạm. Hả? Chu Phạm lấy xây gì? Xây lờ hồng. Xây lờ hồng nhạc. Đây nè. Ok. Hồng đậm cho chị Nguyễn Trinh. Nguyễn Trinh lấy xếp L. Nguyễn Trinh lấy xếp L đi cho nó thoải mái. Em 50kg này. Em 50kg và em đang mang xếp L để trẻ mình nè. Chị nào thật sự nhỏ con, trẻ mình đã lấy xếp M. Không lấy hẳn xếp L mang cho nó thoải mái đi. Xếp M là xếp nhỏ nhất rồi, không phải là xếp S. Cái này không có xếp nha. Nó đánh xếp M. M, L, XL, 2XL, 3XL. Nha. Hồng nhạc xây lờ cho chị Hoan Huỳnh cái này. Hoan Huỳnh cái. Hết rồi chị Sandy Hà ơi. Lên áo 49k. Từ từ xíu nữa xong cái mã này em lên áo 49k. Hết hồng nhạc xây lờ.
cái đỏ hoàn hình là phải chị Hanh Huỳnh. Cái hồng nhạt đang còn size chị Trong lên luôn đi. Lên số ký luôn dùng đi. XL V2 còn 55 đổ lên đi chị em mình ơi. Chị em mình mà thích rộng đã chị em mình 52 ký cũng mang được cái size XL này. Nguyên còn XL và 2XL cho cái mã này thôi. Chị nào lấy hồng nhạt kèm size luôn dùng Nguyên. Nguyên còn 1X và 2X nha. Chị ơi, chị Hảo, Lương Thị Hảo ơi, chị lên cho em cái số ký đi. Hồng nhạt size XL cho Trang Rồng. Trang Rồng. Còn màu gì lấy màu hồng này đi. Lên áo kiểu à. Giờ không có kiểu vậy. Giờ em không lấy áo kiểu nha. Giờ em không lên áo kiểu nha. Rồi nè. Chị nào lấy hồng nhạt Nguyên còn size XL và 2XL thôi. Hồng nhạc mờ em hết rồi. Cái hồng nhạc mờ phải không? Tay L còn màu hồng này nè. Chị nào nãy không có. Màu hồng này nó đậm hơn xíu nè. Tay L còn màu này đậm hơn xíu nè. Ba lấy hẳn cho chị size XL đi. Con. Size XL hồng nhạt đúng không? À. Em 50 kg hồi nãy em đang mang thử thì em mình cái là cái size L đấy. Cái size L đấy. Hồng nhạt size XL cho Lê Phượng luôn. Cho Lê Phượng gần nhà luôn. 95k chị ơi. Mã này em đang lấy chị em mình là 95k. Hàng đây chị em mình bảo sợ chị em mình thì là bảo nó điêu. Hàng 280k này chị em mình nè. Nha, ai chưa có thì lên. Sao ơi, đám cửa lại được không? Ồn quá. Em nghe đây chị Phan Tố Hoa ơi, xe mờ em hết rồi. Xe mờ em hết rồi. Rồi ai chưa có hồng này lên luôn dùng mã hồng. Xe mờ mà hồng kia. Còn màu kia không? 2M hả? Cái mã này có cái nè, 3XL nhưng màu này đẹp nè trẻ mình. Đúng một cái thôi. Cái màu này là màu hồng, hồng gì ta? Hồng này hồng gì? Tắm tơ lại đi. Còn màu đắt size XL à. Đắt em kiểm tra đi. Đắt 2XL rồi chị ơi. Đắt còn 2XL. Rồi lên luôn dưỡng này. Còn nha chị Trang Rồng ơi. Bé à, thế bị nhầm rồi. Hồi chị báo đổi lại nhá. Hồi báo đổi lại chị ơi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Màu hồng này lạ nè. Có một cái thôi nè. Màu lạ này có một cái thôi, chị nào lấy lạ lên lạ dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy lạ lên lạ rồi cho lên cái màu nó nữa thôi. Cho lên một màu nó nữa thôi qua mã. À màu xanh lá đang còn nè. Xanh lá còn XL nè. Này để up lên trang cá nhân. Cái này mẫu này để up lên trang cá nhân. Rồi ok chị. Rồi chị nào chưa có cái này lên luôn dùng như này. Cái này một cái rồi. Màu này màu gì trời? Không phải màu đen đâu. Ngọc Văn, chị cái hồng nhạt size L với hồng size M á. Hồi nãy giờ chốt cái nào ok là có nhé chị ơi. Em ăn thử cho em mình hẳn cái 2XL cho chị em mình coi. Ok. Ok chị. Qua 2 giờ nhé. Qua 2 giờ. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này nè chị em mình nè. Màu này lên màu nâu đi. Có size chi đó vậy? 2X. Toàn bộ là 2X. Size dưới 60kg nha. Rồi lên luôn dùng mã nâu. Đây nè. Chị em mình thích mang rộng rãi thì mang con này cũng ok luôn ý. 60kg đổ về là chị em mình chốt lên cái mã này ok nhá. Comment mã nâu. Chị ơi, chị thấy em 50kg không? Em đang mang hồi nãy thử con đó là size L. Vì cái này là M, L và XL. Và form nó không có nó khó to đâu. Đấy, yên tâm đi. Em đã mang thử cho chị em mình con size L rồi mà. Chị nào lấy cái này lên chung mã nâu luôn. Dùng nguyên nâu là toàn bộ là size 2XL. Quân lên chị em mình luôn 95k. Rồi qua mã nhá. Qua mã nha chị em mình ơi. Mã 49 hồi nãy là mã 692 lớp hồi nãy còn đấy. Rồi ai chưa có thì lên luôn dùng nguyên. Hai lớp luôn mạnh hồi nãy em sale tới 9.000 kìa. Chị Trâm Hoàng, Trâm Anh Hoàng. Mã nào nãy em sale tới 9.000 nè. Màu vàng có size 3 anh chị. Hồi nãy em thấy có mấy cái màu vàng size chị à. Size 60 đổ về hai cái lắm. Size L nè. Size L là size cho trẻ mình 52 đổ về nè. Đang mang hẳn size L cho trẻ mình coi này. Cái này có một có hai cái màu vàng thôi.
cái màu vàng nha. Size L và size X 2XL. Đây Nguyên mang hẳn cho chị em mình cái size L cho chị em mình coi, bảo rộng nguyên 50kg. Và cái này là size L. Mà chị em mình 53kg mà đòi size XL mà sợ rộng gì. Được nhá chị Huỳnh Thị Tiết ơi, được. Đây nè. Rồi nhá, tiếp luôn cho chị em mình mã nữa. Ok, chị Trần cái này size 2XL chị Chi Trần. 2XL chị Chi Trần. Đây. Được chưa? Ok chị Trần. Mã này lên như mã L size 52 quay đầu. Là chị em mình chốt ok. Nhá, chốt mã L. Comment mã L 52 quay đầu là chị em mình chốt đẹp. Nhá, mua lên luôn cho chị em mình mã này. 95k, ai chưa có cái mã đó thì tranh thủ lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhá. 95k, tiếp luôn cho chị em mình cái này. Thế còn rồi nó hai cọc nữa là hết rồi đâu có. Đây chiếc nè. Hồi nãy chị cho chị nó hai set chưa? Rồi. Vàng hết XL rồi. Màu lạ, màu nâu lạ nó cho chị Huỳnh Thị Tiếp. Huỳnh Thị Tiếp. Vàng cái size L đấy chị Bảo Thắm ơi. Ok, xíu nữa rồi chị rồi. Vàng size L cho chị Dung Ngô. Dung Ngô Thị Mỹ. Cho nên là vàng L hết. Huỳnh Thị Tiếp à. Huỳnh Thị Tiếp. Size L với size XL vậy, nhưng mà em chỉ chốt lên cho những chị nào chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Hả? Hồi nãy là Dung Ngô Thị Mỹ. Dung Ngô Thị Mỹ. Rồi lên luôn nè, cái này còn ít nè, tầm khoảng 20 set nữa là hết. Hai cọc nữa là hết. Nên là ai chưa có thì tranh thủ mà phát. 20 set nữa là hết, nên là chị nào chưa có tranh thủ là mà phát nha. Lên luôn dược mã này. Vàng hết rồi chị Huỳnh Thương ơi. Có cái màu gì đẹp đẹp nữa không? Ê cái này nó tụt cái khẩu trang này ra. Đó trong cái đấy đó. Trong cái áo hiện cầm ấy. Còn cái bộ này nè. Lùa nhá, bộ lùa. Cô Ban nè, có cái gì nhất à? Vất lại cho em. Cô Ban có một cái nè. Cái L size 52 đổ về nè. Cái này còn một cái xanh Cô Ban nè. Chị nào lấy xanh Cô Ban nè. Xanh Cô Ban lên xanh Cô Ban một con duy nhất. Chị nào lấy cái này lên xương mã Cô Ban size L 95k. Xanh này không có size M. Còn cái gì có size M không chị? Một tiếp được không? Tiếp được không chị Xanh đi Hà ơi. Xanh này size L này, size 52 quay đầu. Chị nào lấy xanh size L, lấy xanh size L. Một con thôi. Cái này cạp cao này chị nè. Cái này cạp cao và siêu cao luôn ý. Cái này khách nhà Nguyễn à, 65kg mang ok luôn nha. Rồi lên chuông mã tặng chip. Cái này còn tầm khoảng 20 set nữa là hết rồi. Riêng cái này cũng còn tầm khoảng 20 set nữa là hết nha. Để chị em mình nhìn cái độ giãn này. Ai mong to, ai mong bự gì mà cũng được hết. Khoác 65 không chị ơi. 65 thì chị lấy cái mã hồi nãy á. Size 3XL lên. Màu lạ chỗ ghế em đó. Màu lạ mô. Cái màu ni chứ gì nữa. Màu nâu nâu là gì nữa. Đúng không? Màu nâu nâu này đúng chưa? Rồi lên luôn những mã tặng chip nhá. Mua lên cho em mình mã này là 119k. Chị em mình nhìn cái độ giãn. Giãn chị em mình kéo chiều nào nó giãn chiều đó luôn. Cái này thấm hút mồ hôi sướng. Chị em mình mua để giặt. Tím Huệ quá à. Tím phải Tím Huệ đó. Thế không phải à, màu gì. Cái này size này 62kg vẫn màu ok nè. Nhưng mà hết rồi. Cô Ban chị bỏ thấp. Bộ Nguyên đang mang vô trang cá nhân mà đặt nhá. 93.000. Tầm 2 ngày nữa vậy hả? Chứ còn giờ muốn hết sình hình xanh rồi. Giờ hết sình xanh rồi. Rồi nhá, chị nào chưa có này lên cho mã tặng chip 10 con, giá 119.000. Nguyên còn tầm khoảng 20 set nữa là hết rồi. Nên là ai chưa có thì tranh thủ đi. Khách nhà Nguyên mua set rồi. Đặt thêm, mua về để dành. Vì nó đẹp. Vì nó đẹp, vì nó giảm nhiều, cặp cao chị ơi. Chị ơi, chị Bích dịp hòn hết rồi. Chị Bích dịp hòn vô trang cá nhân của em đặt đi. Rồi rồi về em gửi nhá. Bản màu y như thế luôn. Bản màu y như thế luôn nhá. Rồi lên cho mã tặng chiếc. Bỏ của chị Hình thì tiếp ra đi. Trừ cho chị cái màu tùm lum chịu luôn ý. Cho chị Nguyễn trên một set chiếc. Giờ chị cái màu lạ em không biết màu gì. Cô Ban hết rồi chị Hoa Hướng Dương ơi. Nguyên là nó nè, một set 10 con mà giờ mua 119.000 là mua chạy là 12.000 con. Nó quá là rẻ mà sướng hơn cả mang hàng xô đúc luôn. Hàng cả hàng xô trẻ mình mua bèo nhất là 25.000 nếu mua lẻ ra.
25.000. Cái này nhiều chỗ người ta đang bán rẻ, mình nguyên một set là 235.000. Ta up lên trang cái ngành rẻ mình thấy nhá. Chị nào chưa có cái này lên chung mã tặng chiếc và toàn màu nhẹ nhẹ không, toàn màu nhẹ không nhá, lên luôn cho em mình 119.000. Xanh có ban hết rồi nha. Còn cái màu gì có cái không chị? Màu nó màu đậm, màu coban đậm mà. Màu nó không biết màu chi à, còn có cái à. Màu coban đậm. Xanh đậu XL. Mà ở đâu làm đậm cái này? Có riêng giấy dài không nguyên có, chip cho chị Hiền Phan. Chip chị Hiền Phan. Mã này lên mã lạ gì nhưng cái câu này em biết mà. Nó sẽ XL rồi. Nó sẽ XL rồi. Cái là thun cốt tông. Phô máu này đẹp. Chiếc cho chị Sandy Hà. 69 xanh đậu này cho chị Linh Hồng. Chiếc 119.000 10 cái. Trời rẻ chưa. Cặp cao chị ơi. Linh Hồng màu xanh đậu sẽ XL. Tùy chị ơi. Tùy chị đi tỉnh ha, đi nội thành. Nội thành Đà Nẵng là 15, đi tỉnh là 30 nhá. Tùy tùy. Xách chiếc cho Sô-cô-la Nguyễn. Cho Sang Huyết. Sang Huyết có địa chỉ chưa, lên địa chỉ cho Nguyên nhá. Trời ơi xách chiếc nó bao rẻ luôn. Nguyên không bao giờ nó deal đâu. Khách nhà Nguyên nhận hàng về phát đặt thêm. Đặt thêm địa dành. Trang Hiếp nè, Sô-cô-la Nguyễn nè, Sandy Hà nè, Thiền Phan nè, Nguyễn Trinh có chưa? Nguyễn Trinh. Rồi ai chưa có chiếc lên chiếc luôn dùng Nguyên nhá. Chiếc cho Trang Rồng. Chiếc cho Trang Rồng. Chiếc cho chị Dung Ngô Thị Mỹ. Lấy mình phót hồng nhạc 53 chiếc. Hồng nhạc thì làm gì còn chị? Hồng nhạc hết rồi chị ơi. Hồng nhạc em còn 2 con xe bự thôi. À lấy xe hẳn xe XL đi. Ok cho chị Thu Đặng Thị. Thu Đặng Thị nè. Chiếc cho chị Hoan Huỳnh nè. Nguyễn Thị Ngọc Lành nè. Dung Ngô Thị Mỹ có chưa? À chiếc chừa cho chị Thúy trên đặng, hình như chị Thúy trên đặng comment trên trang cá nhân ấy. Không phải sót của chị. Chiếc cho chị Võ Huệ. Chốt đơn điện thoại ha. Chị ơi chị lên hẳn thông tin trên live luôn giùm em nhé. Có còn màu gì à, từ từ. Cho xem bộ xanh lon đùi phía sau. Thi lẫn rồi tình yêu ơi. Ở trên này lẫn hết đùi rồi. Nghĩ thu đặng thì. Ờ thu đặng. Nhát trừ cho chị thấy trên đặng sát. Cái này mã lạ dùng nguyên có cái. Có cái. Cái này chắc nó mỏng hơn con kia nhá. Mã không con kia nhá. Còn lên luôn những mã lạ. Tay tầm dẻ 52 quay đầu là chị em xúc đẹp. Một con thôi. Thấy chị Na Huỳnh rồi nhưng mà có thấy chị Na Huỳnh comment cái gì đâu. Trời ơi con này đẹp. Rồi lên luôn những này một con cũng là hàng công ty. Nhưng mà cái này vải của nó là vải khác dạng. Hơi giống vải thông hơi ấy. Áo giống như cái áo polo của Nam ấy. Giống chắc như thế. Con này cũng lên luôn cho em mình. Chiếc cho chị Hoa Hướng Dương. Nghe nhỏ quá à. Ông chồng cũng làm thêm đi nữa. Dạ 12, 13 là to nhất rồi. Ví dụ như chị em mình mua lanh á. Chị mua lanh là sẽ có size bự hơn. Là size 13, 14 thì chỉ có lanh thôi. Chỉ có lanh size bự. Còn những cái bộ đó 13, 14 là to nhất rồi. Thấy chị Ngọc Lanh rồi. Chị Ngọc Lanh có rồi mà. Size 52, 55 ký thì chị em mình mang được con nè. Lên luôn dùng nguyên cái này. Lên chị em mình 89k có con thôi. Chị Nhanh Phan. Áo phôm xấu lắm. Là cái gì đó chị Nhanh Phan. Chị Nhanh Phan chị mua cái gì. Chị này chị mua cái gì. Để kiểm tra thử. Chị này chị bị gì đó. Không hề có áo khoác. Hai quần 25 x 2. Bộ 59. Một quần 35. Chị này bị gì? Chị Nhanh Phan này chị bị gì? Rồi nha, chị nào chưa có cái này lên luôn dùng cái này. Lên luôn cho chị em mình con này 89k. Chị nào lấy cái này lên cho mã 89k đúng một con thôi. Xách chiếc cho chị Na Huỳnh. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lanh có rồi. Chiếc Na Huỳnh có rồi.
Rồi nha, chị nào chưa có cái này lên luôn dùng cái này đúng một con thôi. Lên luôn cho chị em mình là giá 89.000. 89.000 có một con thôi. Chị nào lúc nãy vào sau đặt cái con quần kia hồi nãy cũng đẹp nha. Rẻ đẹp. Rồi lên bán tại chị em mình cọc nè. Chia sẻ bằng tay cho chị em mình thôi. Cái bộ đằng sau của nguyên bộ lon ấy là toàn bộ là bộ lửng chứ không có bộ đùi. Thì hiện nay trên cái kệ trên này toàn lửng chứ làm chứ có đùi gì. Đùi là dưới cùng đúng không? Đùi dưới cùng. À đùi dưới cùng. Đùi đây có lon này chị nè. Còn cái nước cái gì? Có lấy không nước? Không. Cái nước thì phải giấu như mặt chị thiên thôi nè chị. Trời trời chị cho chị ra ca. Phải nó đẹp lắm. Nhầm ừ à. Gì tự nhiên cái vô nhầm gì kỹ trời. Người ta đang like cái gì cái vô bảo áo phông sáu. Rồi bảo nhầm. Cá chị chưa. Loan đùi đây còn một bộ nè. Loan đùi còn một bộ nè. Đây 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 bộ Thái loan đùi đang còn hai bộ nè. Một bộ loan một bộ LV. Một bộ loan một bộ LV. Mã này là mã 79 nha chị em mình ơi. Được chưa. Chị nào thích cái này lên luôn dùng mã này, mã loan đùi 79.000 bộ này là một cốt tông Thái luôn dùng nguyên. Cái quần gì hồi nãy ai hỏi cái quần quần giấy à. Quần giấy hàng công ty đúng không. Còn mấy cái xíu không lên. Rồi lên luôn những này 79k loan đùi 79k size này chị em mình lấy 60 vẫn mau cái 62 cái khách nhà nguyên còn mang được. Và một mã LV. LV này LV lửng rồi 85.000. Rồi nhá chị nào thích cái này thì lên luôn dùng nguyên. Được chưa. Còn phạt nha. Nhầm cái gì kỳ người ta đang bán. Đang bán, đang like áo nhầm kiểu gì tự nhiên bảo ở quần chặt lên đổi đi chị ơi. Tại vì là chắc là nhầm áo nhầm quần á. Nhiều khi khách lên coi gì kìa. Đi bỏ ráp bộ không đúng ý. Loan đùi cho chị Kim ngăn. Loan đùi cho chị Kim ngăn. Cái mông to, cái nó mông to. Kim ngăn. Hay là chị nói là thử cho con bé bên nhà. Thường là em chốt cái nó chị thấy. Em ít cho này em chốt đến 40kg. Em chốt đến 37kg. Thường thấy em like 35-37kg không? Là cho cái số 12-13. 12-13. Rồi lên luôn dùng nguyên mã này là mã tặng. Tiếp cho chị nhanh pha. Trời ơi chắc đẹp. Ai nhanh tay có và ai chia sẻ có. Một cọc thôi. Một cọc thôi. Màu này nha. Chốt lên cho chị nhanh pha một và xét chip. Xem lên luôn à, bỏ qua đây chị. Bỏ cái bỏ qua đây chị. Rồi lên luôn dùng cái mã này. Tặng dày. Tặng dài xám. Cái này 62 cái chị em mình mang ok luôn. Ủa này đẹp quá chị em mình ơi. Mua nhanh con này đi. Màu rất là đẹp. Nhiều màu đẹp. Bán tặng cho chị em mình luôn nhé. 39.000. Chị nào chia sẻ chốt nhé. Cái này y có tông Thái luôn. Chắc đã luôn. 39.000 dài. Chốt lên cho chị nào chia sẻ nha. Ai không mua mấy con này tiếc lắm chị em mình này. Được chưa. Chốt lên luôn dùng mã này là mã 39.000 dài. Size này dành cho chị em mình đến 62 cái vẫn mau ok luôn. Chốt đến 62 cái con này bao đẹp luôn. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng dài giá 39.000. Thường là những cái dòng chắc này bèo nhất là lên chị em là giá 49.000. Cái này bán tặng cho em 39.000 cho chị Na Huỳnh. Đâu cái này em mang nguyên set Na Huỳnh Phương Minh Lương. Nhanh fan chia sẻ đi chị ơi. Sang Hiếp cũng chia sẻ 39.000 mà. 39.000 cho chị Nguyễn Ánh Mơ. Thảo Lương Thị Hảo. Chibi chia sẻ lên luôn dùng nguyên đi. Huỳnh Uyên. Hà Phan Hà 2. Hà Phan Hà 2 chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Còn cọc nào màu xám không chị? Trời 39k. Bảo Thám chia sẻ lên luôn dùng nguyên đã. Nhanh Phan rồi nè. Thu Phương Hoàng này. Bảo Thám ơi chia sẻ lên luôn dùng nguyên 39.000 mà coi nãy giờ. Coi gần hết like rồi mà không chia sẻ cho người ta luôn. Chia sẻ đi. Hình yên cắt rồi. Nhanh Phan chưa.
Còn xám không chị? Thấy xám rồi. Thì không? Xám kiểu khác. Xám đậm hơn. Màu đúng, đúng chắc luôn nguyên này. Màu đúng chắc. Đi ra cái chai nó màu này hả? Đi lại. Lạ quét. Trời ơi, ơi. Ê con này bán 39. Ê con mơ riết năm ngó mua ấy. Hay. Ê con mơ riết năm ngó mua ấy. Trời ơi, ơi chia sẻ đi. Bỏ lắm ơi, cô Hương ơi chia sẻ lên giùm con. Rồi lên luôn những mã này là mã tím. Chốt mã tím 39.000. Có từng này con đây hả chị? Đây nè. Màu đi á. Chừng lớn á. Có chừng nớ con này chị em mình nè. Anh em đây rồi. Ai mở chặt như kia thì chị được. Đây phải lên nhận nguyên lại. Rồi lên luôn dùng nguyên này. Tím nè. Tím cho Kim Khánh Lê nè. Hà Phan Hà 2 nè. Hà Phan Hà 2 39.000. Hùng Phụng. Chị Trang Hiếp ơi chia sẻ đi. Sao lại không hiện? Sao lại không hiện? À Nhật bán à. À Võ Thắm Nhật bán. Ok Võ Thắm nè. Ok Võ Thắm nè. Ok Võ Thắm. Ok ok. Nhưng tưởng lại lại mua lẻ. Rồi ok 2 tiếp 39.000. Rồi nhá. Võ Thắm 2 cho cô Nguyễn Thu Hương cả. Cô Nguyễn Hương Hương khoảng 39.000. Hết tiếng nhá. Qua xám đi, đi cái màu lên. Đã xám là gì, đủ bóng xám có. Xám đậm. Màu chi? Màu đất chi? Thôi, cứ phân nó đi rồi hồi em lăn. Xám hết rồi, tím hết rồi nha. Hai hồng nè. Hai hồng cho bỏ thắm luôn. Màu mặn này cũng đẹp. Màu màu này không vậy? Màu này còn không chị? Hết rồi, rồi chỉ có một cọc đấy thôi. Đó màu màu đậm hơn màu đấy là biết kìa. Đậm hơn cái màu mới ngay chỗ chân em như kia kìa. Ừ. Rồi ok. Rồi lên luôn những mã xám đậm. Tím hết rồi chị Ánh Mơ ơi. Tím hết rồi. Mặn đi cho Hồng Phụng. Mặn cho Hồng Phụng này. Rồi lên cho mã xám đậm. 39.000. Chắc này. Chắc này. 100 đồng một kg chị bi đi cho chết đấy. Đúng sao không chia sẻ trời. Bán 39.000 mà tiếc lượt chia sẻ với họ trời. Nè chị em mình nhìn nè. Nè. Được chưa? Lên mã xám đậm con này thực sự số 5 ký vẫn mang được luôn. Phong này gần như là giấu quần luôn ấy. Gần như là giấu quần luôn. Chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã xám đậm 39k con. 39k con chị nào lấy xám đậm. Trang Hiếp ơi chia sẻ đi, chị Bi chia sẻ đi. Trời ơi 39.000. Rồi lên luôn dùng mã xám đậm. Ai lấy xám đậm lên xám đậm luôn dùng nguyên. Xám đậm nha. Xám đậm 39. Tay đến 65kg vẫn mang được. 65kg chạy mình còn mau ok. Xám đậm cho Nguyễn Anh Mơ. Chia sẻ khác nữa nè. Facebook của mình mới mở ấy được sợ chia sẻ nhiều quá luôn. Rồi ai chưa có sắm đậm cho chị Võ Thắm. Võ Thắm sắm đậm 2. Kim chia sẻ lên luôn giùm em đi. Rồi chị này chưa có sắm đậm đây sắm đậm. Màu xanh lạ. Chúc lên mã xanh lạ 39. Comment lên mã xanh lạ 39. Chị nào lấy xanh lạ lên xanh lạ luôn dùng đi. Xanh lạ 39. 39.000 rẻ quá. Con này dòng này bán cho em 49.000 đã thấy nó ngắt rồi. Mà lên 39.000 luôn. Chị nào chưa có cái này lên luôn dùng mã xanh lạ dùng đi. Xanh lạ 39 luôn dùng đi nhé. Xanh lạ 39 cho chị Hoa Hướng Dương. Hoa Hướng Dương đây lại khác này. À nhiều hoa hướng dương ghê không? Thôi cái này là hoa hướng dương được đó. Chị ơi chị hoa hướng dương ơi cho em cái số điện thoại đi. Cho em địa chỉ đi. Nhiều khách nhà Nguyên nhiều hoa hướng dương quá. Tên trùng nhiều quá. Lúc này sẽ chết được hoa hướng dương một. Không biết để chặt coi lại coi comment đi. Rồi chị nào lấy xanh lạ lên xanh lạ. Chị hoa hướng dương ơi lên cho em cái thông tin đi. Nhá.
lên thông tin cho em đi, còn tại vì là chứ không là trùng đơn nhiều lắm, nhầm đơn để mất công ấy. Chốt lên lưu dưỡng mã này là mã xanh lạ. Xanh lạ nha. Lên xanh lạ 39k con. Ai chưa có xanh lạ lên xanh lạ này. Vỏ thấm 2. Vỏ thấm 2. Rồi chị nào chưa có xanh lạ lên xanh lạ luôn dùng nguyên nhá, xanh lạ. Khách cũ à. Thế thì nhanh phan. Nhớ đổi hình đại diện đúng không? Hoa hướng dương. Hoa hướng dương. Rồi xanh lạ cho hình yên. Xanh lạ cho hình yên. Rồi ai chưa có xanh lạ lên xanh lạ luôn dùng nguyên nhá. Ly Phan ơi chia sẻ cho em đã. 39.000 con hát luôn. Thảo Hình cũng chia sẻ luôn. Buồn ý chị em mình quá. Bán 39.000 mà cứ phải nhá. Chia sẻ. Màu đi màu chi trời. Ly Phan không chia sẻ. Màu đi màu chi nè. Xanh lạ 2 rồi, vỏ thắm 2 rồi. Nhiều quá mà. Đồ không có chỗ chứa rồi đấy. Ở sàn nhà rồi đấy, hết chỗ ngồi luôn rồi đấy. Lên hà nhắn cái địa chỉ với chị Phan thì tố hoa giùm em cái chị nhắn qua đây chị. Màu đi màu chi trời, màu tím nhạt à, hồng tím, hồng tím, màu hồng tím. Còn like xíu nữa chị mới uống cà phê rồi sáng. Hai vợ chồng này được cãi giống nhau. Thèm cà phê dễ sợ luôn. Mua chè không? Mua sẵn ở nhà là ngày 2 cử cà phê. Ngày 2 cử cà phê luôn, 3 cử cũng được. Sáng, ừ, trưa, tối. Không có trong nhà thì thôi. Mấy rồi lên luôn những mã này là mã hồng tím. Đây cái màu này nhẹ nhẹ đẹp chị em mình nè. Comment lên mã này là mã hồng tím 39.000. Chứ này chị em mình không mua những con áo này tiếc quá nè. Trời ơi. Chị nào lấy hồng tím, lên hồng tím luôn dùng nguyên nhá. Chốt lên hồng tím luôn dùng nguyên. 39k hồng tím nha. Hồng tím cho Hồng Phụng, cho Hoa Hướng Dương. Hồng Phụng, Hoa Hướng Dương. Đấy, Trà Na 4. Hồng Phụng nè. Hoa Hướng Dương nè. Hoa Hướng Dương 39 nè. Rồi nhá, chị nào lấy 39 lên 39 luôn dùng nguyên. Lên mã hồng tím 39. Hồng tím 39. Ai chưa có hồng tím lên hồng tím luôn dùng nguyên nhá. 39k con bao rẻ. Trang Rồng không chia sẻ. Ai? Trang Rồng. Trang Rồng nói nãy giờ. Chị nào không chia sẻ 49.000 này. Nha, 49.000 nha, được không? Quần lót hồi nãy em mới lên đó chị ơi. Quần lót hồi nãy em lên luôn cho dẹp mình là bao nhiêu tiền? 119.000 một chục, 10 cái. Rồi nhá, chị nào lấy hồng tím lên hồng tím đi. Ai chưa có hồng tím lên mã hồng tím luôn dùng nguyên nhá. Trời, 39.000. 39.000 để lên cái áo 49k cho chị Kim Khánh Lê bóc nè. Hồng tím 2 cho chị Võ Thắm nè. Kim Khánh Lê nè. Để lên cái mã 39k nè, Kim Khánh Lê bóc luôn. Thế chị. Cho hết quên chị, chữ nhà đâu có chỗ nào mà chắc hàng luôn, cho đại bên kia đi chị. À. Cái 4 5 bao là ra tới 3 ra tới cổng. Rồi nha, đây 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 cái mã Kim Khánh Lê bóc luôn Việt Nam đó nè. Mã 49k thương tháng còn có mấy cái. À không chọn màu đó chị thấy Linh Dương ơi, nguyên một set 10 cái như thế là không chọn màu nào hết. Tại nhà em bóc ngẫu nhiên chị ok thì chốt. Màu thì là người ta đã mix sẵn rồi, không có chọn màu lại trong đó. Chị ok thì chốt nha. Chứ mất công rồi gửi là kêu là màu này màu kia. Rồi lên luôn dùng nguyên mã 49 đây chị em mình nè. Thun Thái 49k, chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhá. Thun Thái 49. Ngày mô cũng thấy không hết trời. Bộ nguyên đang mang hết rồi à, nhanh thì là chiều tối mai, còn không ngày mốt. Bỏ luôn đó cho em, bỏ xuống dưới đi chị.
bỏ xuống dưới cho em đi. Nhanh là chiều tối mai, còn không là sáng mốt mới có hàng nha. Rồi lên luôn, dùng nguyên mã này là mã 49 áo dư. Cái này là chị Kim Khánh Liên mới chục con rồi, giờ hỏi thêm. Ok, bộ quân đang mang hết rồi chị Nguyễn Thanh Châu ơi. À, 10 cái cho chị Thúy Linh Dương, 10 chip 119.000. Lên nhóm nó đâu có hiện người chia sẻ đâu. Chị em mình bán công khai về trang cá nhân. Tại vì là nhiều cái muốn bán gọi là để bán để lấy tương tác. À, bán để lấy tương tác, để lấy cái lời chia sẻ của chị em mình đấy. Chứ không bình thường bán giá bình thường thôi, chị em mình kệ thích. Chốt. Chị em mình thích làm giá mấy chốt cũng được hết. Nhưng mà cái này là bán lấy tương tác. Chứ còn bình thường cái này quyền của chị em mình thích, chị em mình chia sẻ không thích thôi. Nhưng mà cái này là những cái mình bán gọi là nhiều cái mình bán thì chị em mình bán sale ấy, bán sale để lấy được được chia sẻ. Rồi lên luôn dùng cái này. Cái đỉnh này mình có một con màu hồng. Mã 49k đây chị em mình nè. 49k Trung Thái, chị nào lấy cái này lên luôn Trung Thái lên nhanh tay luôn dùng nguyên. 49k con. Đen hả? Cái này còn đen không? Cái nào còn đen vậy? Mình thấy là xanh đen thôi. Chứ không có đen đâu. Xanh đen kìa. Xanh đen đi, không có đen đâu, hết đen rồi. Xanh đen thôi, cái này còn toàn xanh đen mà không có đen. Xanh đen này. Toàn bộ là xanh đen thôi chị lấy xanh đen không? Không có đen đâu. À đen còn con này. Con này màu xám rồi. Chị nào lấy cái này lên cho mã thỏ luôn, dùng nguyên kèm màu này. Mã dơ nó thật sự nó quá là đẹp đi. Chắc bao sướng cái này, chuẩn hàng Thung Thái 49.000. Size 62 quay đầu. Không cho khai một chút đúng không? Cái gì? Ờ. Sang hiếp màu hồng. Sang hiếp hồng. Hồng hết. Hồng còn mã khác. Hồng còn mã này. Hồng làm mã này nhé, chị Trần Văn Trạng lấy không? 49.000, bao rẻ luôn. Đây chị Trần Văn Trạng lấy cái này thì chốt nè. Hồng chữ 49. Bảo quanh, hồng chữ 49 này. Rồi lên luôn dùng mã xanh. Đẹp quá chị em mình ơi. Xanh lá cho Trang hiếp luôn. Trang Văn Trạng lấy không? Cho Trang hiếp xanh lá này. Chị nào lấy xanh lá lên xanh lá luôn dùng đen chữ này. À đen chữ cho chị. Chị gì ta? Kim Khánh Lê này. Đen chữ cho Kim Khánh Lê này. Đen cho Kim Khánh Lê. Rồi ai chưa có thì lên. Còn màu xanh đen, màu xanh lá. Xanh đen, xanh lá và xám. 49k con. Size này dành cho chị em mình đến số 2kg là bao ok. Trời ơi. Trời ơi. Hả? Lấy. Ok, 49.000. Tương tác lên luôn dùng nguyên tí xíu đi chị em mình ơi. Nhá. Còn nhiều mã để sale lắm luôn ấy. Mà view chậm chậm. Mà view chậm chậm. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên cho mã dơi luôn dùng nguyên sáng cho Trang hiếp. Sáng cho Trang hiếp. Sáng này cho Yến Nguyễn. Sáng cho Yến Nguyễn. À còn màu đen này. Màu đen này cho chị Kim Khánh Lê luôn. Đen này cho Kim Khánh Lê luôn này. Xanh đen cho Yến Nguyễn này. Xanh đen cho Yến Nguyễn này. 49k. Xanh đen cho Yến Nguyễn này. Cái màu đục Kim Khánh Lê. Kim Khánh Lê màu đen là Kim Khánh Lê. Màu đen cho Kim Khánh Lê. Rồi nhá, chị nào chưa có cái mã này thì lên luôn dùng em đi. Cả mèo cả chữ. Nói chung là giờ nó hết rồi, nó còn có mấy con thôi. Cái này về biết bao nhiêu đợt hàng rồi. Xanh lá này cũng đẹp lắm chị em mình này. Xanh lá này cũng đẹp, chị nào lấy xanh lá lên xanh lá luôn dùng nguyên 49k. 49 xanh lá. Ai lấy xanh lá lên nhanh tay luôn dùng nguyên 49k con. Vừa rẻ vừa đẹp, mặc vừa sướng nữa. Rẻ đẹp sướng 49k. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên 49k màu xanh lá. Tiếp luôn dùng nguyên, còn cái màu gì lạ lạ nữa không ta? Còn cái màu gì lạ lạ không? À đây 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 đây. Cái này xanh lá, xanh đen. Cho chị Thanh Bình. Xanh lá, xanh đen, Thanh Bình. Mở lại nó xanh đen hay là tím kìa. Rồi lên luôn dùng mã chữ luôn dùng nguyên. Xanh lá chữ cho chị Lai Ngô Thị Thúy. Xanh lá chữ nhỏ cho Lai Ngô Thị Thúy. Rồi tiếp luôn dùng nguyên.
còn hai cọc này là hết rồi đây. Rồi lên chung mã chữ hồng. Comment lên chữ hồng luôn, dùng nguyên hai con. Hồng lấy hồng khá. 49k chữ hồng. Ai lấy chữ hồng comment lên chữ hồng luôn, dùng 49k luôn, dùng nguyên. Chữ hồng 49. Ai lấy chữ hồng luôn, dùng nguyên được hai con. 49k. Ở chị Kim Khánh Ly đâu rồi? Kim Khánh Ly đi đâu rồi? Lấy chữ nha, đừng lấy hình kìa. Xanh đen có chữ đâu, xanh đen chỉ có hình thôi. Xanh đen chỉ có hình. Thanh Bình ấy, sang hiếp. Cái này cho sang hiếp luôn nè. Sang hiếp nè. Rồi lấy chữ hồng, lấy chữ hồng được hai chữ hồng. Hai chữ hồng nè. Chữ tím một con nè. Còn toàn bộ là Gucci. Gucci đen, Gucci tím, Gucci vàng, Gucci hồng. Vàng này được một con nữa. Ai lấy vàng lên vàng luôn dùng nguyên nhá, 49k. Giờ còn quần quần kia không ta? Lên bán tặng ít quần nữa. Rồi lên chung mã chữ vàng. Chữ vàng 49k. Hồi nãy cho chị Thanh Bình là lấy xanh chữ chứ không lấy xanh hình. Dạ. Tụi giống xung còn không? Rồi ok cho em lên. Cho chị Yến Nguyễn vàng. Yến Nguyễn vàng, vàng hết. Rồi lên chung mã tím một con. Tím một con. Quần quần kia hồi nãy em thấy nhiều cả quần công sợ nữa. Sự chữ hồng. Chữ hồng cho Dung Thùy. Chữ hồng cho Dung Thùy. Làm chi có hồng nhạt chị ơi? Làm chi có hồng nhạt? Không có hồng nhạt đâu chị ơi. Còn bộ hồng đậm này hết. Từ này con là hết rồi. Rồi lên chung mã chữ tím. Hồng Gucci cho chị Hùng Phụng. Vàng hết. Hùng Phụng. Rồi lên chung mã chữ tím 1. Chữ tím có 1. Chị nào lấy chữ tím comment lên chữ tím luôn, dùng nguyên 1. Chữ tím 1 nhá. Ai lấy chữ tím comment lên giúp nguyên mã chữ tím luôn, dùng một con thôi. Chữ tím 1 con. Tím, tím, tím. Hết vàng. Hết vàng nhá. Tím cho chị Yến Nguyễn. Yến Nguyễn giùm em. Còn tím Gucci. Còn tím Gucci. Còn tím Gucci. Chị nào lấy tím Gucci lên tím Gucci luôn dùng nguyên. Rồi màu tím đẹp lắm luôn. Màu tím với màu đỏ đô. Tôi chắc hai màu mà giờ đỏ đô hết sạch. Rồi lên luôn dưỡng mã này là tím Gucci. Một ít theo là nè, còn màu cái gì đây? Cái này. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Uống cái này sợ nè. Uống đây nè. Tức tóc. Để phần từ nãy giờ đó. Hồng Gucci hai con cho chị Kim Khánh Ly. Kim Khánh Ly hai cái. Ok chị Yến Nguyễn. Kim Khánh Ly hai. Ok này, chị nào lấy mã chữ tím lên chữ tím nè. Chữ hồng Gucci lên chữ hồng Gucci luôn dùng nguyên nè. 49k. Mà chị em mình không mua thì tiếc thật sự luôn. Hàng mà Thung Thái người ta chạy là 89.000 con đấy. Người ta chạy 89.000 con. Mà đi á, người ta đi luôn cho trẻ mình từ hai con. Rồi nhá, chị nào lấy chữ hồng lên chữ hồng. Chữ hồng chữ tím thôi là hết. Chữ hồng chữ tím. Đen này có 3. 49k con. Đen xanh đen rồi. Chữ xanh đen. Chữ xanh đen có 3 con này. Ai lấy mã chữ xanh đen lên chữ xanh đen 3 con. Nó mix màu. Đẹp. Rồi nha, qua nhá, qua mã 49 còn đây hai cọc là hết mã rồi đấy. Còn nhá chị Lê Thị Hoa ơi, có. Có nha. Rồi, qua. À đây cái này còn mấy con. Đây cho em mình mã này là mã 49 à. Chính là 45 này. Mã xe 45 đúng không? Rồi lên mã xe 45. Comment lên luôn dùng mã này là mã xe 45. Rồi lên luôn dùng mã xe 45. Cái này còn neon thôi nè. Đuổi xước nhưng mà cái này là ống bo nha chị em mình ơi. Còn được hai con.
Size chị em mình 55 quay đầu. 45k con này luôn, con này đẹp này chị em. Nhìn đi. Ống bo nhá và đuổi xước nè. Mấy khối lưới hai bên nè, lưới là lưới ở cúc tre nè, toàn bộ đã có lót rồi nè. Toàn bộ lót dưới này là không lót đây nè. Đây chị em mình nhìn nè. Được chưa? Đây nè, lót hết từ trên xuống tới đây rồi nhá. Đây là chị em mình yên tâm. Cái này còn hai con size L. Hai con size L lên mã 45. Áo hồng em qua rồi chị ạ. Em qua rồi nhá. Em qua mã rồi. LV chậm một xíu, cái này còn được 2 con, 45k con luôn. Đều nhắc trẻ mình mua con này giá 79.000. Thái LV á, em còn lửng thôi nhá. À còn lửng, à đúng rồi còn lửng thôi. Chị nào lấy cái này lên cho mã 45. 55kg quay đầu là mau ok đó chị Dung Thùy ơi. Đẹp. Con này trẻ mình cứ đi dạo quanh khắp thì không ai bán vậy mình dòng 45.000 con hết. Nhá, chị nào lấy cái này lên 45. 45 cho chị Võ Thắm. Võ Thắm 45. Võ Thắm 45. Rồi nhá, ai chưa có thì lên. Ui. Hôm bữa làm chỉ có màu đen ta. Đây lại có một ri màu đen. Thế. Rồi lên luôn dùng đen, đen đủ size. Hai con luôn nè. Hai con luôn đấy. Đen đủ size. Đen đủ size M nè. MXL. MLXL. Không có S. XL chị em mình đến 60 nha. Trời ơi, những cái con mà dòng đủ xước này mà bán về mình giá 45 nghìn thôi. Thôi chị em mình tranh thủ cắt nha. Lưới hai bên. Một con M, một con L và hai con XL. XL chị em mình đến 60 vẫn mau ok luôn dù nguyên. Thì nào lấy đen lên đen. Gộp đơn hôm qua bộ thun thái và bộ nam 49. Đây, bộ thun thái đây. Quần 45 kèm size đi chị ơi. Mời cho chị Mỹ Lê. Chị em mình không đang cái size cũng không biết đường mình chốt ấy. M Mỹ Lê, L Thanh Bình. L Thanh Bình còn XL, sẽ 60 quay đầu gói XL thôi. Được, 60 được. Lời cho chị Thanh Bình còn XL chị ạ, còn hai con XL. Rồi ai lấy XL lên XL luôn dùng nguyên con hai con size XL thôi. Thì nào lấy size XL lên XL. Mã này mã khác rồi, mã này mã phối lưới. Đây đúng không? Bộ thái ngố này 85.000. Cái này không có size đâu. Từ 40 60 trẻ mình mang được vì hàng này nó giảm nhiều. Bộ ngố dùng nguyên, đang XL cho Võ Thắm. Đang XL cho Võ Thắm. Có 58 XL cho chị Dung Thùy nữa đấy. Chung thì nữa là hết. Cái chị em anh này. Cái chị hồi nãy gì ta? Áo 49 à, hết màu trắng luôn rồi. À khi còn một cái màu vàng. Một cái màu vàng chị em. Sao cái vàng này hết. Hồi nãy ai ai vàng lên vàng nhiều nguyên này. Một con duy nhất màu vàng. Tiền ơi, cám pin nhiều nguyên, các bạn cám pin là tiền. Cám pin nguyên đấy. Em hết rồi, quần 45 em hết luôn cả màu đen rồi. Và chị Hồng Phục à. Và chị Hồng Phục. Đây đúng không, chị nào hồi nãy hỏi cái bộ thông thái này, bộ LV nè. Ở bộ 85. Bộ 85 nhá, chị nào lấy trước. Để chị Hồng Phục. Và người ta chốt rồi. XL màu trắng một con 45k. Đuổi xước hết nha chị em mình nhé. Rồi chị nào lấy cái này lên cho mã trắng XL. Comment lên trắng XL dùm đi. Trắng L dùm đi. Mỗi đứa một nơi. Chị cho chị Kim Thánh Lê con vàng này nè. Vàng Kim Thánh Lê này. Còn hai con này nữa nè. Một con hồng nhạt. Hồng nhạt luôn cho Kim Thánh Lê đi. Cái này đã hồng nhạt đấy. Một cái màu xanh dương này. Một cái màu xanh này. Hồi nãy em chừa thêm cho chị một con màu vàng, một con màu hồng rồi nhá. Không biết là lấy mấy con nhưng mà chừa thêm hai con rồi. Các màu thì là màu này chắc đẹp nhất luôn. Cái vải màu này chắc đẹp nhất. Quần thì nào lấy xanh à. Thế phùng phùng lên trắng cái quần à. Không biết. Chắc trắng. Trắng.
xanh dương, 49.000 xanh dương. Ai lấy xanh dương comment lên xanh dương luôn, dùng 49k một con thôi. Không chị ơi, đấy em nói rồi, con lai nhà Nguyên để ý. Nguyên lên 100 mã mà một mã lên mấy màu ấy. Mà chị em mình cứ đổi tới đổi luôn không chút được đâu. Nguyên bán 49k đâu, phải bán 149k đâu. Cứ chốt mà cứ đổi màu, đổi màu đổi màu, màu là không chút được. Cái này có một cái xé thôi vậy. Rồi lên luôn những này. Bỏ đi đi chị, em lên màu nào em giúp màu đó luôn. Rồi lên những mã tặng quần sung, chị đứng rồi. Xanh cho chị Thúy Lai Hòa. Được một hồng thôi. Được một hồng thôi. Hai đen, một hồng, một vàng. Trời ơi, chị em mình thấy không? Con quần gu là chạy 69 gì, nhưng không có những cái tông màu nè. Quần gu là mới chỉ có màu đen với màu trắng thôi. Rồi lên luôn dưỡng mã đuổi sung. Đuổi sung nhá. Còn một con CS cho chị em mình 52 quay đầu. Đuổi sung này chị em mình nè. Bèo nhắc chị em mình 70-80 nghìn chưa. Cái này con lên luôn chị em mình là 4 con mấy gì? Mình bán 4 mấy. Đuổi sung bán 4 mấy. Hay đâu mới xe giá máy rồi. Lên cho chị em mình 45.000 luôn. 45.000 xung CS, xung CM, xung CL. Chờ lên size cho em đi. SML, XL nhưng mà một con CS thôi. Chỉ có một con CS nha. SML, XL cho chị em mình đến 65kg bạn mau ok con nè. Riêng cái size XL ấy, là chị em mình đến 65kg bạn mau ok. Bị đứng nữa rồi à. Bị đứng nữa rồi. Chị đi lúc tối rồi. Không có đen đâu chị ơi. Chị Lê Trần Hồi My Rating đi nhá. À thế chắc là có rồi. Tới lời cho chị Thanh Bình. Lời cho Thanh Bình. Lời cho Thanh Bình. 45k con đuổi sung luôn nha. Sung xe S cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp. Rồi hết S còn M, L, XL. Riêng XL đến 65kg vẫn mau ok. Rồi nha. Ai lấy sung lên sung kèm sai luôn dù Nguyên. Chị đứng rồi. Cứ cho mình cái điện thoại đó đi. Điện thoại đang không có được. Quay rồi. Quay đều. Rồi chị nào lấy đuổi sung lên kèm sai luôn dùng đi nhé. Đen ở đâu trời. Nó đang like một kem mà. Không đọc rõ comment lại bảo là ok. Không có màu đen đâu dễ mình ơi. Xung kem thôi, chị nào lấy xung kem lên xung kem luôn dùng nguyên 45k xung kem, bao rẻ luôn. Con này nó thật sự lên chị em mình dòng 45k thì là quá rẻ luôn ấy, 79.000 nhiều khi cũng tiền ra luôn. Chị vứt cho em mấy cái con hàng công ty, hàng bò giấy, chỗ nó có mấy con ấy. Đây bán tặng nó luôn đi. Bò giấy cho nó chị kìa. Đằng sau chị kìa. Đấy, mấy con chứ đấy. Công nhận mang cái này sướng ghê, nhẹ tưng luôn. Lù á, nhẹ tưng luôn ấy. Không còn chắc nắm. Rồi tiếp luôn cho chị em mình cái mã này hình như là còn mỗi size CM này. CM này. CM này. Còn này toàn mới là CM nha. Hàng này hàng 101. CM chị em mình 52 và cao 55. Lên luôn dưỡng mã này, bò giấy này là hàng công ty nhé. Cộng nó xây chỉ chị. Cộng nó lộn xộn đúng không? Lên luôn dưỡng này. Comment mã bò giấy hàng công ty, hàng dài nhé. Mã này đang chạy em 101. Và hàng này các ví dụ chị em mình lên Shopee rồi người ta bán chị em mình 240 một con. 240 một con. Nguyên đang chạy 101. Quần bò giấy hàng công ty nhé. Lên nốt luôn cho chị em mình mã này. Comment luôn dùng nguyên mã này là mã mã 100. Còn CM và CL hết XL à? Còn CM và CL. Cái gì Phan Thịnh sẽ XL. XL này. XL một con à?
Ok thì Văn Thịnh. Mã này không lên luôn cho em mình, mã này là mã hồi nãy mới nói mấy tiền. 100.000. Tức là Văn Thịnh có rồi. Không phải, mã xung ấy, mã xung. Rồi lên luôn những mã này là mã 100 kèm size luôn dùng nguyên. 100M bò giấy mang sướng cho chị Mỹ Lê. Mỹ Lê. Mà bình thường dễ mình mua 101 đúng không? Đã thấy rẻ rồi. Này giờ không còn lại tẻ size. Rồi ok chị Mỹ Lê. À, 100k nhé. Lên luôn cho nó gọn vì còn nó lại tẻ size. Để mình xem like tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Còn view ít là Nguyên sẽ ngưng luôn. Nha Nguyên ngưng để XL. Còn cả S à? Ừ. Có XL đâu. Rồi 3 size XML đến 57 kg quay đầu là chị em mình có size. Chốt lên luôn những mã 100 kèm mà á à, kèm size luôn dùng Nguyên. Tay Nguyên bò giấy 100k nè. Rồi ai chưa có thì lên, không là ngưng như trẻ mà nó chứ còn ống vừa trời. Xung kem CL cho Lê Trần Hồi My. Lê Trần Hồi My rất tinh luôn nha. Để mà đi đơn gọi điện không thấy nghe máy đâu. Rồi nha, chị nào lấy mã bò giấy lên bò giấy luôn dùng. Ôi con này 100k mà đứng đơ trời. Hàng người ta bán 240.000. Đấy, hàng này chị em có thể lên Shopee ấy. Kèm size đi chị ơi, CL cho chị Lê Na. L vất cho chị Lê Na. L L E E Lê Na. Chị Hằng Phan CF. Hằng Phan CF, Hằng Phan hồi nãy 40 mấy ký. Lê Na CL rồi đúng không? Chị Thúy Nguyễn CL. Ống nhỏ thôi chị ơi, và ống sung thôi. Ống nhỏ nhé chị Hà Phan Hà ơi. Thúy Nguyễn CL. Thúy Nguyễn CL. Ok. Ok chị Thúy Nguyễn này, Thúy Nguyễn hai người. Với Thúy Nguyễn nào. Thúy Nguyễn cũng nhiều. Trang Lê cũng nhiều. Còn cả size XL đây chị em mình. Tới 60-62 chị em mình mang được. Ống nè, cái này là lẹp gấu nè. Gấu trước ngắn hơn gấu sau này. Đây nè, thấp hơn gấu à, đúng rồi, thấp hơn gấu sau. Lẹp gấu nhá. Rồi chị nào chưa có cái này lên cho mã bò giấy hàng công ty. 100.000 thì nó rẻ quá. Bây giờ em tranh thủ phát. Hàng này hàng 101. Rồi nhá. Còn gì nó lẻ lẻ không? Giờ nó view đứng rồi bán lẻ lẻ. Không có gì đâu. Cái cha rồi. Đập bể cái này rồi. Cái gì đang quần đùi à? Ok. Quần đùi. Xung cho chị Hoa Nguyễn này, size L này. Ai, Hoa Nguyễn size L 45k. Hoa Nguyễn hình đại diện đen đen á. Hoa Nguyễn đen đi. Rồi tiếp lên luôn cho dễ mình mã này. Cái này còn ít. Cái này tặng bán tặng nó luôn cho chị em mình luôn. Đuổi dài nhá, đuổi dài size 57 đổ về. Đuổi dài size 57 đổ về. 39k nó luôn. Nó đuổi dài thường là nguyên xe chị em mình xe 49.000. Cái này còn đúng một con. Size 57 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Nha, chốt lên luôn dưỡng mã này là mã gạch. Size 57 CL. Gạch 39, chị nào lấy gạch 39 chốt lên mã gạch 39 luôn dùng nguyên một con. Chị em mình xem like tương tác đi. Còn 60 mấy chị em mình xem mà không biết là có ấy nữa hay không để Nguyên lên tiếp. Chứ còn thấy đứng đơ như thế này thì là lên ấy hàng lắm, lên là nát hàng hết nha. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng gạch 39k luôn Nguyên được. Đúng, còn đúng một con nha. Chị nào lấy gạch 39 chốt gạch 39 lên luôn dùng. Gạch 39 một con. Ai lấy gạch 39 lên gạch 39 luôn dùng Nguyên nhé. Gạch 39. Ai uống cà phê đâu. Ngô làm thì kêu gạch 39 cho chị Nguyễn Thị Bích Thiện. Cho em ly cà phê sữa cái chị. Thank you.
lấy tiếp đi à. Lưỡi già hết rồi. Cái lưỡi già nó mình còn mà chi không ta? À nó bật cái 49 gì đi. Con lưỡi mà có cái máy cái nút bên này nè. Còn đâu? Rồi lên nó dừng mã đùi. Đùi này là đùi U12. Con đùi này là đùi U12 nhá. Cái nào Nguyên còn size 57, 58 đổ về 3 con thôi. 2X, 3X, 4X. Cái này đánh từ 1X, 2X, 3X. Con này là 2X, 3X, 4X. Rồi lên luôn những mã này là mã đùi. Lên 45k luôn. À, không được, con nhỏ 45 được. Đi dập qua. 49k. Chị nào lấy cái này lên luôn những mã đùi theo. Đây hồi nãy chị nào nó bảo đi tập gym ấy thì lấy ngay con này. Chứ còn quần đùi thì là nó không có độ co giãn nhiều. Cái này mới co giãn nhiều mới sướng đi tập gym được nè. Chứ còn chị em mình lấy đùi đừng nên lấy đùi đi tập gym. Tại vì nó đâu có giãn đâu, quần đùi nó đâu có giãn đâu. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã đùi 49 kèm size luôn dùng nguyên 1X, 2X, 3X. Cho chị em mình tới 58kg đổ về là chị em chút đẹp. Lên 49k. Huyền coi dùng cái con quần đuổi nó còn đâu. Trong góc ấy Huyền. Trong góc cái đống hàng lẻ này có này. 49k đùi. Chị nào lấy đùi lên đùi luôn dùng nguyên 3 size. Còn được 3 cái thôi. Giá 49k con luôn. Đuổi nha. Toàn bộ ở dưới là theo hết. Đuổi và toàn bộ ở dưới theo. Chị nào lấy đuổi lên đuổi luôn dùng nguyên. Ai lấy đuổi? À quên. Khi nào lấy đồ bé em không? Đùi, đùi 50 này. Đùi 50 size cho chị Kim Văn. Cho chị Kim Văn. Kim Văn này. Cho chị Kim Văn ghi giùm em chị Kim Văn. Bố à. Bố lên bán tặng 35k luôn. Bố này có mấy con. Đùi này là đùi xước quần ngố nha. Size S nè. Size S. Ủa size S thế size 52 quay đầu. 3 con lên mã 35 luôn. Cho nó gọn nha. Thì nào lấy cái này luôn chung mã ngố 35 màu màu bò ấy. Size S size 52 quay đầu. Con này 49k vậy, 49k. Lên luôn dựng mã S 35 đi dùng nguyên đời được. Nha, đúng 3 con size S rồi là hết. 35k cho nó gọn. Thì nào lấy S 35 lên S 35 luôn dùng nguyên. S 35. 65 không vừa đâu chị Lê Nguyễn ơi. 65kg là không vừa nhá. Ai lấy S comment lên S luôn dùng nguyên. S35. Ngố cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp. Ngố Nguyễn Thị Bích Thiệp. Đấy, 35. Cái này quần ngố chị ơi. Cái này quần ngố nha chị Tinh Ly ơi. Cái này quần ngố, cái này màu đen. Đen tay lờ nè. 57kg quay đầu là chị em chút đẹp. Đen tay lờ nhá, tặng 39k luôn. Cho nó gọn nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã đen. Đen tay lờ 57kg đổ về 39k luôn cho nó gọn. Chị nào lấy đen size L. Lên đen size L 39. Lên đen size L 39k. 35 cho chị Phan Hằng. Hết rồi chị Nguyễn Thu ơi. À đây nè 35. Đây là dưới này chị này. Cho chị Phan Hằng. Đây nè. Phan Hằng. Phan Hằng. Rồi ai lấy ngố này chút ngố. Cái mã quần đùi đen nó 49 thì chắc là hết ta. Huyền Hằng. Huyền. Cái mã quần đùi 49 quần u mì á. Mình còn size S với size M không? À, size M. Ở ngọn trước có không? Cho chị Nguyễn Thu đi, Nguyễn Thu đi. Nguyễn Thu size 53 với à, 43 với lại 50. 43 với 50. Rồi để trong đây cho cô Nguyên, đang size L. Bỏ bỏ trên đi dùng cô Nguyên cái. Ờ, à, trên ông Địa dùng cô Nguyên cái. À, quần đùi đen lúc nãy à. Lena đang size L. 39 Lena nè. Ờ, có size nhỏ không? Bóc cho chị hai con. Thế chị xin đi Nguyễn nữa hai con xe nhỏ nè. Hai con xe nhỏ xe 50, xe M 50kg là được. Rồi nhá. Rồi chị nào lấy ngố lên ngố luôn dùng nguyên 35. Ngố 35. Lên mã chấm bi luôn dùng nguyên. Chấm bi dài. Xe 55 đổ về. Lên luôn dùng mã xanh ngọc. Xanh ngọc, một xanh ngọc, một nu. 39k gọn kho.
quần đuổi dài nhá. Đang xây lờ kìa cho chị Thanh Bình. Đang xây lờ cho Thanh Bình. Đang xây lờ Thanh Bình một tá thôi. Rồi Lan luôn dưỡng mã xanh ngọc. Xây 55 quay đầu thôi, xanh ngọc và nu nhá. 39k con này chắc của nó là đủ trước. Thanh ngọc hả? Thanh Bình. Đây nè nè. Cho chị Thương Chu. Thương Chu Minh này chị. Thương Chu Minh này. Xanh ngọc cho chị Thanh Bình luôn. Xanh ngọc cho chị Thanh Bình luôn, 39k luôn cho nó gọn. Hồi nãy ai chưa có màu gạch lên lại màu gạch luôn dùm em. Gạch CL 57 rồi về. Gạch CL lúc nãy chị nào chưa có lên lại dùm em. 39k gạch. 39k gạch nè. Đen chị Thương Chu Minh có rồi. Có ba lỗ vân to, còn mỗi màu vàng chị. Còn mỗi màu vàng. Chị nào lấy cái này lên cho mã gạch CL 57 ký quay đầu là chị em mới chút đẹp. Gạch L 57 quay đầu. 39k gọn hết luôn. Hàng này hàng xe 49k đấy. Cho chị like chưa? Đấy. Ê, phải chị like chưa? Màu sáng nhắn tin không? Chị nào sáng nhắn tin mà kêu màu sáng đấy. Ok. Cho chị like chưa? Cho chị like chưa nè. Không có, đây này lai chương nè. Lai chương hai câu nữa hả? Không, một con thôi. Gặp đấy cho chị Lai Ngô Thị Thúy. Hơi rộng xíu ấy chị Kim Phan ơi. Tây lờ rồi, hơi rộng xíu. Nhưng mà được cái lưng của nó là lưng thun. Lưng của lưng thun và có rút nha chị em mình thích một chút. Lai Ngô Thị Thúy. Lai Ngô Thị Thúy. Rồi lên hết trống này rồi ngưng nha chị em nhé. Rồi lên luôn dùng mã đùi 29. Đùi 29 một con. Comment lên đùi 29 một con. Size này dành cho chị em mình 52 quay đầu. Chút mã 29 một con. 29 chị nào lấy 29 lên 29. Rồi mã xanh ngọc. Xanh ngọc 55-57 đổ về. 39k xanh ngọc. 39k đen còn. Ở cái này tôi mở nào khoảng. Cái bảo bì cho em cái nữa. Rồi quần công sở rồi. Quần công sở size nhỏ, size 45 đổ về. Quần dạng quần học sinh và format ghi. Chúc mã 40 luôn đi. Comment mã 40 dạ. Chúc mã 40, chị nào lấy mã 40 lên mã 40 luôn dùng đi. Đùi 29 cho chị like chưa? Like chưa? Có đây chị cho em. Còn gạch CL này, xanh ngọc CL này. Đuôi muốn hết nha. Cho em xíu xíu chị Hằng. Có cả kem nè. Ai lấy kem lên kem luôn dùng đi nhé. Comment lên kem CL. Cho 57 quay đầu. Kem CL 57 quay đầu bán tặng cho em hết 39.000 ninh cho nó gọn không. Ai lấy mã kem lên kem luôn dùng đi. 29 hết rồi chị Hằng Phan ơi. 29 em hết nha. Rồi nha, ai lấy kem lên kem nè. Ai lấy gạch lên gạch, lấy xanh ngọc và có cả trắng. Và toàn bộ còn là CL hết. Toàn bộ CL lưng thun dĩa mà. Chị nào bụng to bụng nhỏ gì mà cũng được thế. Trời ơi, 39.000 con quần đuổi xước mà đứng đơ ủng chưa. Thì tiếc chưa. Hàng này hàng cũng xe 49.000. Đấy, nay lên gọn luôn kìa em là 39.000. Ai chưa có thì chốt. Trang cá nhân của Nguyên là trang Hạ Nguyên đấy. D40 là gì trời? Trời em đang like vậy ơi. Em đang like. Em đang like làm sao mà rep tin được. Tí xíu nữa đi chị ơi. Còn mấy cái. Yeah.
Rồi nhá, tiếp nu 57 cho chị Ngân Nguyên. Nu 57 cho chị Ngân Nguyên. Ngân Nguyên. Bộ nam này Nguyên đang còn bộ size 62 đổ về. Ngân Nguyên hả? Ngân Nguyên. Size 62 đổ về. Chốt mã 49, cảm ơn mã bộ nam 49. Ai lấy bộ nam 49 lên bộ nam 49. Bộ nam 49. Bộ nam 49. Chị trong này này có mấy cái size 14, 15 á. Là bộ lanh. Bộ lanh được không? Đấy chị vô đi, chị vô trong đó kìa. Cái dãy nó đồ lanh kìa. Rồi chốt lên luôn những mã này. Comment mã này là mã 49 bộ nam sẽ 62 đổ về. Bộ nam này còn đúng bộ nè. Chị nào lấy bộ nam nhé. Bộ thể thao nam mà bán 49.000. Rồi lên luôn những mã mì đây đỏ 49k luôn. Size 52 đổ về. Mì đây đỏ nhá, quần mì đây đỏ nó xịn hơn cả ô mì Hàn. Chị nào lấy mì đây đỏ lên mì đây đỏ. Rồi nha. Gạch 39 cho Lai Ngô Thị Thúy. Gạch 39 Lai Ngô Thị Thúy. Bộ nam chị em mình không chốt á. Ngô Thị Thúy à? Lai Ngô Thị Thúy. Lai Ngô Thị Thúy. Bộ nam cho Võ Thắm. Bộ nam cho Võ Thắm. Bộ nam cho Võ Thắm 49. Rồi tiếp lên luôn dùng cái này quần nam à. 30k luôn đi cho nó gọn nha. Lên mã quần nam 30k. Size là size 65 đổ về. Bán tặng nó luôn cho chị em mình. Đằng trước nó có ép văn nổi hết cho chị em mình. Chúc mã quần nam 30. Chúc lên mã quần nam 30. Ai lên mã quần nam chúc mã quần nam 30 luôn nhé. Bộ 3D nam 59k. Size 57kg đổ về. Lên luôn dùng mã này là mã 50 luôn đi cho nó gọn toàn bộ. Bộ 3D nam nhé. 57 đổ về. Chúc mã 3D nam 549 em hết rồi chị Thương Trung Minh ơi. Quần nam cho chị. Chị Ken Nguyễn đang có đơn không? Ken Nguyễn chưa có đơn phải không? Giờ mà trải ra cái thì rất là mất công. 50 cho chị Võ Thắm. Bộ này là bộ 59k đấy. Theo nó không chị em được khăn nó này hay cho tay ấy nó được khăn thì nó là xả được. Võ Thắm à. Võ Thắm 49 à. 50. Bộ xanh này size 60 đổ về. Bộ xanh nam. Lên luôn những mã xanh. 49k luôn, size 60 đổ về, size XL nhá. Lên mã XL dùng nguyên xanh 49k luôn. XL xanh 49. Ai lấy mã này lên cho mã XL xanh 49k. XL xanh 49. Đây. Tìm biết cái mã này nè. Mã mà hồi tối hôm qua tình ngô chốt em hỏi mã 85 đây chị mình nè. Nam xanh than chút rồi. Nam xanh chút rồi chị. Một xanh da. Xanh cho chị Can Nguyễn đi. Kèm cái quần luôn. Kèm cái quần hồi nãy, quần 30 nãy. 30. Đây gì nữa hả? Bộ nam Nguyên hết rồi chị em mình nhá. Đây cái mã nào vừa nguyên. Mã nào hồi tối chị em mình hỏi mà tìm ra đây còn 3 cái mà tưởng chừng còn nhiều. Còn đúng 3 cái là size nhỏ hết. Size 57 đổ về. Còn 3 cái nhưng mà size 57 đổ về thôi chị em mình nhé. Size L 2 cái thôi. Tưởng đâu còn nhiều. Cái này có 2 cái thôi. Mã này lên mã 85. Lên mã 80 luôn đi cho nó gọn. Size 57 đổ về. Quần này đẹp lắm chị em mình. Anh Tình hồi tối hôm qua mới dơ lên. Đẹp rất. Chốt luôn. Theo nổ hết ra này chị em mình. Con này 80k nốt luôn đi. Nha chị nào lấy mẫu quần nam con này đẹp. 80 được 2 con size L. 2 con size L size 57 đổ về là chị em mình chốt ok. Chị nào lấy mẫu quần nam. Quần phía sau. Chị xem với à. Quần đuổi à. Đó ok chờ em xíu. Chờ em xíu. Quần nam size L cho Lê Trần Hoài My. Lê Trần Hoài My một con. 80k nó còn một con. Đây chị em mình ơi. Đẹp lắm, con này đẹp. Nhìn nghiêng là sẽ thấy. Nhá, chị nào lấy cái này 80k luôn đi. Còn một con size L. Còn một con size L 80. Hoài My hả? Lê Trần Hoài My.
Lê Trạch Hoài My còn một con size L chị nào chưa có chốt. Con này size dưới 50, chốt mã 49k quần nữ. Ô mì hàng nhá, theo nè. Ô mì hàng theo, chị nào lấy cái này luôn chốt mã M49. Đây cái mã này thì hồi nãy con lên từ đầu like rồi. Cái này size đến 65kg vẫn có size. 65kg vẫn có size, còn hai màu. Cái này chị em mình đi hai con là sẽ là 70k hai con. Còn chị em mình mua một con sẽ là 39k nha. Rẻ đẹp. Đây chị em mình nè. Chị em mình mua một con sẽ là 39k con nhé. Chị em mình mua hai con đi combo hai con là sẽ là 60k, à quên 70k hai con. Nhưng mà đầy đủ cái là đầy đủ size số cho chị em mình từ 40 đến 65kg là có size. Nha, 40 đến 65kg là có size. Ai ơi cái này lên chân mã nè. 39k một con. Con này là đủ nhân nhé. 39k một con và chị em mình mua từ hai con còn 70k hai con. 70k hai con nhé. Ai chưa có thì chốt. Mã này là mã quần đuổi nè. À quần đuổi nữ. Quần đuổi đùi nữ nhá. Thì nào chưa có thì lên mã đó, lên cho mã đuổi luôn dùng nguyên 39k con. Quần nam đó hồi tối chút chặt. Hồi tối à. Cũng đầu tìm ra. Con này đẹp nè. Ai chưa có thì chốt. Xong ngưng like đi chị em mình hề. Còn chị em mình xem like nhưng mà chốt chậm quá. Nếu như mà còn mấy chục, 70 mấy người coi đây nhưng mà chốt chậm. Cho chị Ken Nguyễn hai cái quần đùi ghi lại giùm em chị. Hai cái quần 57kg, Ken Nguyễn hai cái quần 57kg. Ghi lại đây xíu liền nó bóc cho. 57kg hai cái, Ken Nguyễn hai. Ken Nguyễn hai. 70.000 hai cái thì chạy vậy em mình, 35.000 cái thì chạy em mình tranh thủ một phát. Chân váy em hết rồi. Đâu hồi sáng nói hỏi chân váy rồi tìm có ra. Hồi sáng hỏi chân váy rồi tìm có ra. Có hồi cái nó xét một cái nhưng mà giờ nít lặng một cái. Bộ nam này còn được 3 bộ size L. 55. Cái này form nó nhỏ hơn. 55, 57. Chú lên luôn cho mã bộ LK. 49k LK còn 3 bộ. 55, 57 ký đổ về là chị em một chút đẹp. Thế. Rồi lên luôn dưỡng mã này LK. 49k LK. Quần trên bàn. Đuổi đen cho chị từ từ nè. Đuổi ghi giùm em nè chị. Chị Trần Phương Thảo 62kg. Quần đuổi 62kg. Quần trên bàn là quần dài chị ạ. Quần đuổi này quần đuổi đùi đi. Ghi lại cho em đi. Ghi hồi nãy trên cái tờ giấy chị ghi kìa. Hồi nãy Hiển ghi đã dở rồi. Ai tên gì? Cho chị Phương Thảo Nguyễn 62kg. Huỳnh Thương size S đen. Chị Thu Hương Hoàng không có sai. Thu Phương Hoàng không có sai nhá. Trang Lê à, Quỳnh Hình Thương ấy, đang xé. Hình Thương đang xé. Võ Thám LK. Võ Thám LK. Lena LK 49k. Chị Hằng Nguyễn ơi lên thông tin cho em. Chị Hằng Nguyễn hai cái. Chị khác chị ơi, không phải chị đâu. Cái này là Phương Thảo Nguyễn. Quần có hai màu này thôi chị ơi, màu đen và màu xám này thôi. Rồi còn một bộ này 49k chị nào chưa có chốt. Ghi cho chị Hằng Nguyễn hai cái 54kg. Cho chị Hằng Nguyễn hai cái 54kg. Hằng Nguyễn hả? Dạ. Hằng Nguyễn 2 cái 54kg. Đúng rồi là hàng Zara đấy. Đây túi của nó là túi Zara mà. Zara đây. Cái này Nguyên keo lên cho nó gọn thôi. Zara đấy. Hai cái đuổi cho chị Nhiên A 55kg. 4 Nguyên đang đăng hết rồi. 2 đến 3 ngày nữa lại có hàng. An Nhiên 55kg. 55kg hai cái chưa? Chị Thu Phương Hoàng hồi nãy là xe S. Mua hai con về mang cho nó xuống. Cái gì? Thu Phương Hoàng đã xe S cái quần hồi nãy. Xe S là Hình Thương.
không, Thu Phương Hoàng, chị ghi luôn cho em đi, sáng xe Thu Phương Hoàng hai cái hả? Ừ. Cho chị Linh Hồng hai cái size L, hai cái size L. Thu Phương Hoàng, Thu Phương Hoàng vào Linh Hồng, Linh Hồng cái này lên cho chị Bảo Thắng. Linh Hồng á, Linh Hồng 65 Bảo Thắng có đầu mà thêm bộ nữa. Linh Hồng size gì? 65 ký. Hai cái 65 ký. Rồi ok chị em mình nè, Ngân Hà. Ngân nha, không ráng nữa, chú chồng quá làm biếng lắm. 65 thì Trang Lê hai cái. Trang Lê kính hai cái. Trang Lê kính hai cái. Trang Lê kính hai cái. Ưa là ưa like buổi trưa chị em mình nè. Tại vì like không bị đứng, chứ như lúc tối á, like nó đứng biết like không được. Hai cái bắt mệt chị luôn. Trong đây kính sai chị. Sai XL. 3,5 à? 3,5 à? À 2,5. À còn. Ở lên ít quần nam nữa đi thôi, ráng ít quần nam nữa được đi. Quần nam à. Ờ buổi tối ngại like buổi tối chị em biết, buổi tối nó bị đứng biết. Ok chị ơi. Buổi tối là vi quên mạng nó đứng nó đơ kha nè. Ok em lên cho dạy mình ít quần nam nè. Cho em lên ít quần nam này đi. 59 ta luôn. Mà này toàn bộ là hàng công ty đi chị em nữa. Toàn bộ là hàng công ty. Hàng này đều hàng tác của nó là 295. 235.000 hết. Xe 57 ký quay đầu Nguyên đang còn hai con. Lên nó cho em là 59k. Đây hàng tác của nó, nguyên tác của nó là 100. Cái này là 195.000. Hai con size L, dù mềm. Chốt lên luôn dưỡng mã L95. Có quên lộn, L59. Size L59. Ờ, buổi tối em coi, em dùng chính máy em cũng đứng em coi không được luôn, bất bực luôn ấy. Mà buổi trưa thì tranh thủ like sớm để shipper nó lên nó kích hàng. Comment lên luôn dưỡng mã này. Chị nào lấy cái này lên chung mã L5 59k luôn, đây hàng tát đây chị em mình. Những cái con này khỏi phải lăn xăng nữa nhé. Hàng 195.000. Nguyên lên luôn chị em mình là 59.000 được hai con size L. Size này 5 nhầm. Cái nào phải 57, sorry chị em mình. Form này 62 cái độ về form con quần này 62 cái mang ok. Chồng Nguyên đang mang cái này mà. 62 cái mang ok nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã L 59k hàng công ty nhá. Được hai con, cái này là dù mềm. Hai con size L này. Ai lấy size L? Tấm tấm cái này qua bên cho nó gọn chị. Hai con size L. Chị nào lấy cái này đang chung mã hai cái L luôn, dùng nguyên hai cái size L này. Hai quần nam size L. Con này size M 55 ký độ vậy. Trời ơi chắc nó đã luôn chị em mình ơi. Hàng 195.000 nha. Đây còn rớt lại thôi. Nói chung là xịn sò để chị em mình nhìn cái phần trong của nó người ta mang. Nhìn này. Không phải hàng xưởng hàng gia công mà đi cho chị em mình đúng như người ta bán cho chị em mình hàng xưởng luôn ấy. Đi bằng chị em mình đi mua hàng xưởng ấy. Chị nào lấy cái này luôn cho mã M. M là 57 đổ về, L là 62 đổ về. Ai chưa có mã này lên luôn dùng nguyên nhé. Tặng quần nam luôn dùng nguyên 59k. Đúng là cái này bị bán hố giá là phải chạy biết cái cả cái giá này bữa giờ luôn. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Xoay gì đây, cái này có một con thôi. Rồi lên những mã quần kem size 34. 59k luôn, hàng này đúng hàng tác của nó là 295.000. Còn 31 và 34. Mã này là 255.000. Quần nam cho bạn cứ trả nhảy luôn. Size L hai cái cho chị Việt. Hai cái dưới này chị này. Size M luôn cho chị Việt luôn. Đây, con này size 31. Hàng là hàng 255.000. Ba cái nó bỏ cho chị Việt luôn chị. Ba cái. Chị em mình lên size á, không có size không biết. Cho các anh nam size 31 này tầm 62 đổ về là chút được. Nha. Chị nào lấy cái này lên xương mã 31 cho em. Hàng này 255.000. Lên luôn chị em mình 59k. Size 31. Không vừa không? Không vừa mới làm tôi like là đồng nữa à. Đổi thì tôi quýnh á. Dành lại mà đổi tôi quýnh. Rồi lên luôn dùng mã kem kèm size nè. Mốt này cỡ bà
thằng cu chị nhờ mấy. Anh Tình mang sai nớ đó người, cu chị bụng to quá. 32 32 các bạn hết. Còn xe 32 đây chị em mình nè. Chồng hay mang xe 32 à? 32 nè. 34 một con. Chị nào lấy cái này lên cho mã kem kèm size 59k luôn. Kem kèm size 31 hết rồi nha. 31 hết rồi chị ơi. Hai quần đùi kèm size luôn dùng nguyên đi. Còn 32 34 nha, 32 đến 34. Còn 32 với 34 thôi chị nào, 34 nè, 32 cho chị, 32 cho chị Việt. Dạ ok. 34, 32 cho chị Việt. Chị Việt 2 cái hả? À, Hương Ngọc Đoàn không có rồi, cho chị Việt lên. Cho chị Việt lên. Hết màu kem. Còn bao nhiêu đây nữa thôi là hết rồi đó hả chị? À, chị Việt với anh thành 3 cái rồi. Chị Việt 3 cái rồi. Cái này 34 luôn nè, 34 màu xanh đen. 34 màu xanh đen được 2 cái. 34 màu xanh đen được 2 cái thôi, chị nào lấy 34 lên 34 luôn dùng nguyên xanh đen. Không, bộ nguyên đang mang hết rồi. Hết rồi chị Thanh Thanh à. Bộ em đang mang hết rồi. Rồi đây nó chung mã xanh. 32 em hết rồi chị lai chương thôi. Xíu lấy màu khác đi chứ màu đó em hết rồi. Rồi đang chung mã xanh đen, 34 có 2 con. Ai lấy xanh đen 34 lên xanh đen 34 luôn dùng nguyên. Xanh đen 34 còn 2. Ưa nhất là cái màu gạch này. Gạch này có xe nhỏ nè. Còn 34 xanh đen xe 34 thôi. Sao này phóng mình đi làm. Phát xe M là được. Xanh đen cho chị Thanh, chị Việt luôn chị. Cho chị Việt luôn chị. Cho chị Việt luôn với 34 nè. Hai cái luôn. Cái này có cái size mấy ta? Còn cái size mấy coi gì mẹ. Màu gạch luôn dùng đi. Ưa nhắc cái màu này. Còn tất cả các con các form thì màu này lên form đẹp nhất. Màu này lên form đẹp nhất. M là 57 quay đầu. Chị nào lấy cái này lên cho mã gạch. Comment lên mã gạch luôn dùng nguyên nhé. Em hết 34 luôn rồi. CM 57 quay đầu. 32 hết rồi chị Hương Ngọc Đoàn á. Hàng này con này hàng tác của nó là 295. Cái còn xe bự hơn á. Còn ML thôi số 2 đổ về. Chị nào lấy cái này lên cho mã gạch kèm size form quần. Cái này nhúng lưng thun hai bên. Đẹp lắm luôn chị em mình á. Chị em mình nhìn từ form luôn dùng nguyên nhé. Hai túi. Hai túi hai bên. Túi sau có khóa kéo nhé. Đây lưu dưỡng mã gạch kèm size ML thôi, 62 độ bình. Một cái size 65. 1XL thôi. Cái quần gạch em ưa nhắc luôn, vải đẹp đúng rồi. Vì anh chồng Nguyễn Hồng cũng lên phone cái quần này đẹp nhất trong các tất cả các quần. Và tội là không còn màu gì hết. Có mỗi màu này. Có một cái size XL. Size L và size M nhá. Ai lấy gạch lên gạch luôn dùng nguyên. Đặt size L cho hoa hướng dương. Hoa hướng dương. Rồi lấy gạch lên gạch. Gạch 65 cho chị Thảo Thanh Bêu. 65 có một cái thôi. Gạch à, không, gạch cũng có 32, 34 chị ơi. Gạch có size còn size ML đến 62 kg thôi. 62 kg quay đầu là mang size L. 59 luôn. 55, 57 kg quay đầu là lên size M luôn dùng nguyên. XL á, cho chị Phạm Thanh Bêu. Phạm Thanh Bêu. Rồi nha, ai chưa có gạch lên gạch luôn dùng nguyên. Chỉ có 2 size ML thôi. Còn 2 size ML không có 342 đâu chị em mình ơi. Nha, 62 kg đổ về là chút đẹp. Con này lên form rất đẹp luôn. Anh nam nào mà gọn người 65 kg vẫn mang được. Con này thì anh chồng vẫn đang mang size M. Cái này anh chồng đang mang size M. Chị nào lấy gạch 2 size ML lên gạch luôn dùng nguyên, 2 size ML dùng nguyên nhé. Rồi chưa à, ai chưa có gạch thì lên gạch luôn dùng nguyên nha. Xây L cho chị Trâm Anh Trương. L cho Trâm Anh Trương. L cho Trâm Anh Trương. Rồi nhá. L cho Trang Lê. L cho Trang Lê. L ở đâu chị? Trần Lê sau cáo rồi. Bên này không có á? Không còn á? Không. Xây làm gì còn nữa đâu. Đi xây M rồi.
Gạch đi con, con xây mờ thôi, mấy quý gì ơi. Con vừa lên xây mờ hết. Thấy chưa, tài lệ xây mờ, thấy chưa, chị kiểm tra rồi. Qua màu khác. Hết rồi. Bên Nguyễn con. Tàu lên, à, ơi, xanh thang đây còn nè chị em mình ơi. Để tàu tàu nha. Xanh thang đây còn nè, 1, 2 nè, 3, 4 con xanh thang nè. Hết gạch xây lờ chị Trăng đây không có nha, chị Trăng Lê ơi. Xe 34 33 34 thôi. Cái này là máy ký cũng được hết. 33 34 thôi. Xanh thang xe 55 kg không có đâu Trinh Trinh ơi. Chị nào lấy xanh thang lên xanh thang luôn dùng nguyên 33 và 34. Cả số 3 em hết rồi. Kiếm đồ nam lấy xíu nguyên. Ôi thế bị gì, Nguyên đang lên quần nam mà. 33 đi, 33 cho chị Tâm An đi. 3 Tâm An này, 33 cho chị Việt này, 33 cho chị Việt này. Đấy, 33 đúng không? Nãy em bước xuống là 33 đây. 33, 34 33. Ok, chị Thanh Ngàn sang xe 33. Rồi ok, chị đang chưa có thể lên. Còn 34. Còn 33 và 34. Chồng mình hay mang xe nào mang phát xe đó luôn cho nó phải. Ai dưới chị Việt là ai nè? Thanh Nhàn Phan. Thanh Nhàn Phan. 33, 34 cho chị Văn Thu. Dưới 65 chị ạ. 34 cho Văn Thu. Dưới 65 nhé chị Trang Lê ơi. Còn 133. Em đeo đâu đưa cho em. Còn một cái áo chị chưa đi rồi em. Chưa chị ơi. Không hết rồi, em không lên nữa. Cho cái này cho chị Lena hết. Lena hết. Lena đã là hết. Hả chị ai tính hả? Dạ. Cái quần có hết rồi chị ơi, hết rồi nha. Còn cái chị đây à, đây nè người nè, cũng cũng đó đây nào đấy. Rồi lên luôn dùng mã tím đó. Rồi chồng mang xe nào phát xe đó đi cho nó khỏe. Chồng mang xe nào phát xe đó lên luôn cho em cho nó khỏe. Màu tím. Đây là màu tím. Màu này phải màu tím. Màu này màu chi chị? Màu rượu vang. Màu rượu vang. Màu rượu. Comment lên rượu 31. Rượu 31. Rượu 31. Rượu 32. Màu này mới khác nè. Màu này mới tím không? Mới tiếng đúng không? À cũng tương tư đúng không? Rồi lên mã rượu luôn dùng nguyên đi. Rượu 31 cho chị Ngọc Thanh. Rượu 31 cho Ngọc Thanh. Rồi còn 2 rượu. Rượu 31, rượu 32. Rượu 32 đi. Gạch hết rồi. Anh chồng ơi, anh số 2 cái mà bụng vừa là vẫn mang được cái xây xây mờ đấy. Nhưng mà cái dây thun hai bên cho mấy cái lấy không có. Là được. Rồi nhá, chị nào lấy rượu 32 này. 32 cho chị Tâm A. Rồi lên luôn dùng mã tím. Hết rượu rồi. Lên tím luôn dùng đi. Không phải màu tím đâu. Cái này rượu đúng không? Cho chị Tâm Nguyễn này. Tâm Nguyễn 31 này. Rồi lên luôn dùng mã tím. Hết rồi để chị em mình ơi. 31 nè, 32 nè, 32. Chị nào lấy tím lên tím 31 và 32. Tím 31 và 32. Tâm Nguyễn nói Tâm Nguyễn qua nhà. Ok rồi. Rồi còn màu reo nữa là hết. Reo 31. Thử xỏ cho chị em mình cái con 30.
Reo này 30, 31, 32. Rồi là hết màu. Chà, lên lụm được mớ à. Trước ta. Rồi lên luôn dùng áo reo nữa là hết. Reo 31. Reo 31 cho chị Ngọc Thanh. 30 rồi. 30. 33. Chị Giang không có 31 à? 30 với 33 thôi chị ơi. Cô duyên kìa. 30 với 33 thôi, không có 31 rồi. Reo này chỉ có 30 với 33 thôi chị ơi. Reo có 30 với 33, chị nào lấy xe nào chút xe đó dùng đi. Không có 31 rồi. Reo 30 cho chị Hoa Hướng Chương. 30 cho Hoa Hướng Chương. 30 Hoa Hướng Chương. Lấy bao luôn hẳn 33 rồi chị Hề. Chị Thanh Beo lấy 33 hẳn luôn rồi. Thanh Beo đi. Thanh Beo đi. 33 cho Thanh Nhàn Hoa. Đây không nhìn được rồi, còn 30. Đấy, 30 với 33 thôi, chị nào lấy xe nào chứ? Thanh Nhàn Kha với lại Phạm Thanh Bê. Rồi còn reo, ta lấy reo lên reo. Reo 3 Thanh Nhàn Kha có rồi, xong nâng like cho chị em mình nữa. Nâng cấp like nhá. Này chị em mình đây tối. Phạm Thanh Bê, 30. Tối thì thời gian nó thư thả hơn, mở đèn mạng. Mẹ rồi ok, bye bye chị em mình luôn nha. Không nhận cái bộ này mang xuống rồi. Chị muốn lực cái này đó, chị mặc nhiều. Nó nhẹ tên giống như hồng máu. Chị mặc nhiều chắc rồi. Mặc nhiều 62 à. 62 lấy 30 thì hơi kích, mà lấy 33 thì hơi rộng. 30 hơi kích á. Ờ, mà 33 hơi rộng, không có. Không có size đâu, dì Thương Trung Minh đâu. Rồi Nguyễn Ngân Lai nhé. Tiếng 32. À, reo 30 cho Ngọc Thanh có chưa ta? Thanh Nhàn Phan chứ là Hoa Hướng Dương 30 đây. Tiếng 32 cho chị Văn Thu. Cái này là của ai? Của ai mới có xíu? Ngọc Thanh. Ngọc Thanh hả? Phạm Thanh Đeo là cái gì? Có, Phạm Thanh Đeo. Phạm Thanh Đeo, Ngọc Thanh. Cái này cho chị Văn Thu. Còn Nguyễn Hết nha. Rồi bye bye chị em mình luôn nha. Mình tắt like nha.